có hệ thống auto tu luyện chương 2439, khí hồn. Mọi người tại nơi này đều cảm nhận được nguyên tố trong không khí lại đang bị hắn hấp thụ, bị hắn điều khiển. Thật không ngờ tên này lại là khí hồn, quả thật là ngoài dự đoán của ta, nếu không, ta thật sự là nghĩ không ra còn có sự tồn tại như thế nào mà có thể triệu hoán lực lượng nguyên tố trong trời đất, mà còn dùng cho chính bản thân hắn nữa. Tô Tiểu Bạch hít mắt lại, từ từ nói ra câu nói đó, còn Lý Văn thì nhìn Tô Tiểu Bạch, Vẻ mặt lộ ra sự kinh ngạc. Hay đó, ta còn tưởng ngươi không biết gì cả, không ngờ cũng biết đến cả khí hồn, hắn chính là một trong những khí hồn mạnh nhất của gia tộc hắn, nếu không tại sao đến cái tuổi này hắn còn tồn tại trong Huyền Nguyệt Tông, mà không về gia tộc để kế thừa sản nghiệp, mà là bởi vì hắn phải ở lại Huyền Nguyệt Tông để hấp thụ một số lực lượng. Mục đích cuối cùng là để khi trở về gia tộc, trở thành võ đao của bảo vật trấn tộc của gia tộc hắn. Hắn vừa nói vừa cười lạnh lùng. Nhưng mà bây giờ các ngươi lại ép hắn vào đường cùng, phải để các ngươi nhìn thấy trước sức mạnh bảo vật trấn tộc của gia tộc hắn rồi. Sau khi Lý Văn dứt lời, Tô Tiểu Bạch nhếch miệng, cũng không nói gì nữa. Nói thật, hắn cũng tò mò với cái gọi là bảo vật trấn tộc, nhưng hắn lại không cảm nhận nó mạnh mẽ đến thế, tuy nói Huyền Nguyệt tông hùng mạnh, nhưng dù sao cũng chỉ là môn phái cấp trung, không có nội tình quá sâu dày. Thành lập cũng chẳng qua là mấy ngàn năm thôi, có thể có nội tình như thế nào? vậy thì truyền thừa gia tộc trong môn phái như thế có thể đến mức nào được chẳng qua cuối cùng cũng chỉ là những cái thùng rỗng thôi cho dù thanh đao kia có sức mạnh hùng mạnh cũng tuyệt đối không thể vượt qua được sức mạnh của nguyên tố sư thất cấp phải biết rằng cả cái môn phái này chỉ có môn chủ của môn phái là nguyên tố sư thất cấp các trưởng lão khác cùng những người trong môn khác đều không có được sức mạnh hùng mạnh này phải biết rằng phần lớn những người trong môn rời khỏi huyền nguyệt tông cũng chẳng qua chỉ là nguyên tố sư tứ cấp hoặc nguyên tố sư ngũ cấp mà thôi còn đám người tô tiểu bạch chỉ mới vào tông môn thời gian cũng chưa quá một năm trong một năm đã có được sức mạnh như thế hơn nữa còn có thể vượt qua được cấp bậc hiện tại của bản thân sử dụng ma pháp hùng mạnh hơn nữa tồn tại như vậy cho dù là ở trong huyền nguyệt tông cũng không có quá nhiều người Thế nên khi nghe tên kia nói bản thân Liễu Kiến là võ đao của Bảo đao truyền thừa của gia tộc bọn họ cũng không có dao động gì. Nhưng mà Trần Kỳ đang đối diện với Liễu Kiến quả thật cảm nhận được một loại áp lực bất thường, khí tức trên người mình giống như bị khóa chặt lại vậy, cảm giác bị áp chế chặt chẽ trong phút chốc sinh ra từ trong xương cốt, đây chính là sự áp chế đẳng cấp. Tuyệt đối vượt cao hơn sức mạnh nguyên tố sư nhị cấp của hắn, thậm chí nói xác suất cao là người thủ hộ bên cạnh hắn cũng không chống lại nổi sức mạnh của một đao kia sắc mặt Trần Kỳ bắt đầu trở nên căng chặt, không còn vẻ nhẹ nhõm tự tại và huênh hoang trước kia nữa, ngược lại sắc mặt trầm lắng như mặt nước nhìn liễu kiến ở phía đối diện. Đau này của ngươi không tầm thường nhỉ, lại có thể từ xa giáng xuống sức mạnh để giúp ngươi giết kẻ địch, thật là khiến ta không ngờ tới, sức mạnh này quả thật mạnh mẽ, thanh bảo đau kia của gia tộc ngươi chắc chắn không tầm thường, nếu không không thể có được thực lực như vậy, có thể truyền sức mạnh cho ngươi từ xa. Sau khi nghe được lời nói này của Trần Kỳ, liễu kiến cười lạnh lùng trên gương mặt có một chút vẻ lạnh nhạt không thèm để ý mân mê chiếc nhẫn trong tay mình giống như là động tác của một người sưu tầm đang đùa nghịch với bảo vật của chính mình vậy cực kỳ thoải mái tự nhiên chuyện này thì đáng là gì đây chẳng qua là một chút bản lĩnh nhỏ của ta thôi biện pháp và bản lĩnh của ta kể ra thì nhiều đao kia vốn là cùng một thể với ta để ta sử dụng thì đã sao đây vốn là chuyện thiên kinh địa nghĩa mà Mọi người tại nơi này nghe những lời của Trần Kỳ và Liễu Kiến xong thì sắc mặt lộ ra vẻ suy tư. Hai người này đều không đơn giản, Tô Tiểu Bạch cũng đại khái hiểu rõ rồi, thanh bảo đao này quả thật không tầm thường, nếu không Liễu Kiến thân là võ đao sao có thể triệu hoán sức mạnh của bảo đao kia từ xa chứ, rất rõ ràng bảo đao kia chắc chắn là thanh bảo đao mà lão tổ trong môn đã cầm trong lúc khai tông lập phái Huyền Nguyệt Tông. Nếu không làm sao có thể cần dùng người để làm võ đao chứ? điều này nói rõ bảo đao kia sát khí cực kỳ nhưng hắn lại cảm nhận được một luồng sức mạnh trung chính hòa bình từ trên người của liễu kiến cho nên hắn hiểu rất rõ xác suất cao là có tình huống này lời hắn nói không có gì bất ngờ xảy ra thì chắc chắn là thật sau khi có được sức mạnh của cái gọi là bảo đao kia khí tức trên người của liễu kiến cũng trở nên cực kỳ khổng lồ giống như là có được sức mạnh của ngọn núi cao nặng ngàn cân vậy trong nháy mắt bao trùm phía trước mặt của mọi người mọi người ở đây đều cảm nhận được lúc hít thở không quá thoải mái người nào người nấy mặt trầm như mặt nước quan sát tình huống tại nơi này suy cho cùng bọn họ đều là người trong một tông môn tất nhiên sau này sẽ đối địch với nhau nữa nếu như lần này cả hai bên đều bình an vô sự rời khỏi nơi này sau này nhất định trở thành đại địch thế nên hiểu rõ thêm một chút dù sao cũng là chuyện tốt cũng là để ngày sau khi chiến đấu với kẻ địch có thể có thêm phần chắc chắn huống hồ trong khoảng thời gian này tuổi tác này hiểu biết của bọn họ về sức mạnh của người khác cũng không quá nhiều mở mang kiến thức nhiều một chút dù sao cũng là chuyện tốt gia tăng kiến thức là chuyện mà mỗi nguyên tố sư phải trải qua thường xuyên học tập một số kiến thức mà không ứng dụng cũng không thể đạt được hiệu quả tốt khí thế bảo đao trên người của liễu kiến kia ngày càng lớn mạnh đất trời xung quanh cũng dần dần phủ xuống một luồng khí tức sắc bén bao trùm nơi này những người ở đây sắc mặt đều trở nên nghiêm túc nhìn phía đối diện của liễu kiến ngược lại vẻ mặt Liễu Kiến lại vô cùng bình thản, giống như hắn đã buông thứ gì ra vậy. Lý Văn ở một bên từ từ mở miệng nói, nếu như Liễu Kiến vận dụng chính mình làm võ đao, có thể khơi thông sức mạnh bản thể, như vậy sau khi hắn sử dụng xong, thì hắn sẽ bởi vì bây giờ không có cách nào tiếp nhận sức mạnh của bảo đao mà căng chết, cho nên sau khi hắn sử dụng hết sức mạnh lần này thì có khả năng sẽ lập tức chết đi. Lúc hắn nói ra sự thật này, mọi người nơi này đều có chút im lặng nếu như nói vì một lần tranh đấu này mà lãng phí tính mạng của bản thân vậy thật sự là có hơi không đáng nhưng bọn họ không phải là liễu kiến họ không có cách nào quyết định hay suy nghĩ về chuyện này chỉ có thể xem bản thân liễu kiến cảm thấy có đáng hay không nhưng mà liễu kiến người ta đã thực hiện rồi bọn họ cũng không có cách nào nói thêm gì huống hồ vốn dĩ chính những người ở đây đều muốn giết hắn chuyện này là khó tránh khỏi tóm lại là phải dùng toàn lực để phản kháng lại về phần tô tiểu bạch ngược lại vẻ mặt hắn như không có gì cả đối với chuyện liễu kiến sử dụng sức mạnh như thế thần sắc của hắn lại không hề biến đổi vốn dĩ mấy tên này là chó theo đuôi ở phía sau của lý văn muốn tiêu diệt bọn họ nhưng lại bị đám tô tiểu bạch nắm lấy được cơ hội phản kích sau này chiến đấu không lại kẻ địch thì đám lý văn ngược lại đi dùng cái chết để ép buộc nhau tình huống này sao có thể đồng tình được đám người lý văn chỉ có thể trách bản thân bọn họ lòng tham không đủ muốn giết chết tô tiểu bạch trước đó mấy người bọn họ cho rằng đám người tô tiểu bạch có thực lực nhỏ yếu cho nên muốn hãm hại giết chết tô tiểu bạch nhưng mà thật không ngờ rằng ba người tô tiểu bạch không có ai là nhát gan cả ai nấy đều có bí mật lớn hơn nữa còn sở hữu sẵn thực lực mạnh mẽ đối mặt với sự ám sát của bọn họ cũng không hề chút sợ hãi mọi người có mặt ở đây đều không mở miệng dùng toàn bộ ánh mắt chú ý tới hai người tiến hành chiến đấu kia bọn họ đều chú ý tới lực lượng chiến đấu của hai người đó thật sự là vô cùng mạnh mẽ vậy mà lại có lực lượng sử dụng vượt cấp. Hơn nữa vào lúc này, Trần Kỳ và Liễu Kiến cũng không nói nhảm thêm nữa, sau khi hai người nhìn nhau một cái thì lại lần nữa lao lên. Giờ phút này người thủ hộ bên cạnh Trần Kỳ đột nhiên hóa thành một luồng linh quang, nháy mắt dung hợp vào trong thân thể hắn, thế giới phụ cận chung quanh của người thủ hộ cũng bắt đầu bắt đầu khởi động lực lượng nguyên tố vô hạn. Tô Tiểu Bạch hiếp mắt, hắn không rõ đây là thủ đoạn gì ở đại lục thiên chi của đám Trần Kỳ, nhưng mà rất rõ ràng sau khi hắn hấp thu người thủ hộ kia vào trong cơ thể của bản thân thì có lực lượng to lớn tối thiểu tô tiểu bạch cũng không có trăm phần trăm đảm bảo rằng mình có thể đánh thắng được trần kỳ bị người thủ hộ chiếm cứ thân thể thực lực cũng bạo tăng về phần liệu kiến sở hữu lực lượng bảo kiếm đối diện nói thật hắn cũng không rõ lắm nếu có thể mượn lực lượng của bảo kiếm đó vậy nói rõ lực lượng của tên này vẫn khá tốt cứ nhìn hắn có thể mượn vài phần cho nên nói tình huống hiện tại rốt cuộc ai thắng ai thua vẫn chưa thấy rõ ràng, phải sau khi trải qua so đấu đau thật thương thật thì mới có thể làm rõ. Tô Tiểu Bạch hít mắt, lui về sau một chút, sợ bị bọn họ ngộ thương. Mà mọi người có mặt xung quanh cũng lui về sau vài bước giống như vậy, đặt ánh mắt nhìn chăm chú lên người Trần Kỳ và Liễu Kiến. Hai người nháy mắt giao kích cùng một chỗ, Liễu Kiến có lực lượng bảo kiếm nháy mắt hóa thành một bảo đao lóe ra linh quang đen nhánh, phía trên khắc một vài vết máu, giống như vết máu có từ chiến trường viễn cổ truyền đến có sát khí vô tận trong nháy mắt sát khí đó xuất hiện trước mắt mọi người có mặt ở đây đều giống như chợt xuất hiện cảnh đẫm máu của chiến trường thượng cổ tất cả mọi người đều trợn mắt sửng sốt không ngờ thực lực của tên này vậy mà mạnh mẽ như thế ta thật sự không đoán được nhưng với thực lực như vậy ngươi cho rằng ngươi thật sự có thể đấu thắng ta sao ngươi đừng có mà quá kiêu ngạo sau khi Trần Kỳ nhìn thoáng qua lực lượng của Liễu Kiến thì lạnh lùng cười, không chần chờ gì nữa, lực lượng người thủ hộ trên người hắn nháy mắt biến thành lực lượng cự linh thần, quanh quẩn toàn thân hắn, trực tiếp va chạm cùng một chỗ với lực lượng của bảo đao kia. Trời đất trung chuyển, hai người bọn họ giống như là núi lớn chạm nhau, nháy mắt giữa trời đất truyền đến tiếng nổ, ngay sau đó trên người Liễu Kiến xuất hiện vô số vỏ ngoài giống như áo giáp, trên ấy chứa đầy nguyên tố phong dữ tợn đây là hắn lợi dụng lực lượng của mình kết nối với người thủ hộ sau đó cung cấp phòng ngự mà bảo đao có sát khí vô tận đó đột nhiên hóa thành thực thể áp đảo giữa trời đất nháy mắt hóa thành một lợi kiếm bắn ra va chạm với liễu kiến tô tiểu bạch biến sắc không ổn đừng cứng rắn chống đỡ mau tránh nhưng mà hắn đã nói muộn rồi tô tiểu bạch biến sắc lúc đang muốn ra tay tình huống đột nhiên thay đổi đột nhiên sắc mặt trần kỳ lạnh lùng áo giáp trên người biến hóa với tốc độ cao nhất, sau đó bỗng dưng hiện ra từng tia ánh sáng, phía trên đầy trận pháp liên hoa, trực tiếp ngồi xếp bằng. Trận pháp liên hoa nháy mắt hóa thành một vỏ trứng khổng lồ, bao vây trần kỳ ở trong đó, sau khi bị lợi kiếm chém lên trên thì nó nháy mắt hình thành nên mấy đường nứt nẻ và rồi nhanh chóng tan ra. Thấy tình huống vỏ trứng bị vỡ xuất hiện, tất cả mọi người có mặt kinh ngạc hô lên. Bọn họ không ngờ vỏ trứng này lại có thể ngăn cản được công kích của bảo kiếm của liễu kiến, bởi vì bọn họ thật sự không dự đoán được liễu kiến lại mạnh mẽ đến thế, bảo kiếm của hắn vậy mà lại sở hữu lực lượng mạnh mẽ vô biên. Đây là vỏ trứng gì? Vậy mà có sức phòng ngự như vậy, trần kỳ đó thật sự có chút tài năng. Nhưng mà thực lực của liễu kiến kia cũng không phải là dạng vừa nha, lực lượng mà bảo kiếm đó tạo ra ban nảy cũng thật sự khiến ta cảm thấy linh hồn bị uy hiếp, dây sau nhục thể có khi sẽ sụp đổ luôn, nhưng mà không ngờ nó lại bị trần kỳ đó ngăn cản, thật sự là khiến ta rất bất ngờ, thực lực hai người này đều không phải hạng tầm thường. Không phải nhân vật bình thường. Khuyết Ngọc Quang có mặt cũng thì thào tự nói, thảo luận tình huống của bên kia với nhau. Mà sau khi nhìn thấy công kích của bản thân bị vỏ trứng của Trần Kỳ ngăn cản, liễu kiến biến sắc, hắn không ngờ lực lượng của bảo đao do mình triệu hồi lại bị Trần Kỳ ngăn cản. Thật sự là ngoài dự kiến của hắn. Theo hắn thấy, Trần Kỳ không phải đối thủ của bảo đao của mình, chỉ cần mình dùng lực lượng của bảo đao này vậy thì mình làm võ đao tuyệt đối có thể giết chết tên này mà lúc ấy lý văn ở cách đó không xa đang nhíu mày hình như nghĩ ra cái gì tô tiểu bạch hiếp mắt nhìn trần kỳ chậm rãi mở miệng nói tên này vừa nãy rõ ràng muốn dùng toàn lực giết ngươi nhưng mà không biết vì sao hắn lùi bước cho nên mới không tiếp tục ra tay với ngươi ngược lại dừng động tác trong tay mình ta thấy tên này rõ ràng là muốn tìm cơ hội giết ngươi nhưng mà hắn cảm thấy mình không cần vận dụng lực lượng quá mạnh mẽ là có thể giết ngươi, cho nên mới tạm thời quyết định không dẫn dắt toàn bộ lực lượng đó. Sau khi dừng một lúc, hắn mở miệng tiếp. Lực lượng của bảo đao đó vẫn chưa căng đầy toàn thân hắn, dùng lực lượng trói buộc của võ đao là hắn để đối phó với ngươi. Sau khi nghe được câu này, sắc mặt trần kỳ khẽ động, trong lòng cân nhắc gì đó, mà võ trứng to lớn do trận pháp liên hoa trên người hắn biến thành cũng bắt đầu chậm rãi tiêu tán dù sao với lực phòng ngự tuyệt đối như vậy đừng nói là duy trì cho dù sử dụng một chút thôi cũng đã hao phí lực lượng rất lớn lực lượng nguyên tố của hắn vốn dĩ không đủ để duy trì cho hắn sử dụng quá lâu cũng không có cách nào tiếp tục sử dụng được nữa vừa nãy đã sử dụng một phần lực lượng bản nguyên của bản thân hắn nếu tiếp tục cầm cự nữa rất rõ ràng có thể tổn thương đến gốc rễ của hắn đến lúc đó xảy ra chuyện vậy thì cũng không tốt trần kỳ nhướng mày chậm rãi nhìn về phía Liễu Kiến thở hỗn hển cách đó không xa. Nếu ngươi không dùng tất cả lực lượng để đối phó ta, vậy ta tin rằng ngươi tuyệt đối không có cơ hội giết chết ta đâu. Trần Kỳ ta tuy không phải thiên tài đỉnh cấp của Đại Lục Thiên Chi, nhưng mà đối phó với một đệ tử Huyền Nguyệt Tông nho nhỏ như ngươi thì vẫn được, không phải ngươi là ký hồn, là võ đao của Thanh Bảo đao có được lực lượng to lớn sao? Có thể mượn lực lượng của nó, nhưng vậy thì sao chứ, Trần Kỳ ta không cần giọng điệu cực kỳ kiêu ngạo, thái độ tràn đầy tự cao. Ta cũng không sợ, lực lượng mà người thủ hộ bên cạnh ta có cực kỳ hùng mạnh, ta sẽ cho ngươi biết lực lượng của ta không phải dạng vừa. Tiếp theo đây ngươi chuẩn bị nhận phản kích của ta đi, vừa nãy không phải ngươi tấn công sao? Kế tiếp ngươi sắp chuẩn bị nhận lấy cái chết rồi. Nói xong khí thế giữa trời đất cũng bắt đầu có thay đổi. Nếu ngươi đã không muốn vận dụng toàn bộ lực lượng giết chết ta, vậy ta sẽ vận dụng lực lượng của bản thân ta đến giết ngươi. Vừa dứt lời xong, Trần Kỳ cũng không do dự nữa, dứt khoát ngồi xếp bằng. Trận pháp liên hoa bên cạnh nháy mắt ngưng tụ lại, bên cạnh hắn giống như hồ nước mênh mông, nháy mắt phát triển ra vô số lá sen, một đóa hoa sen đột nhiên hiện ra từ trong hồ nước, nâng thân thể của hắn lên. Trôi nổi giữa không trung, vô số cánh hoa sen nháy mắt nở bung, mùi hương thơm ngát tỏa ra bốn phía, tất cả mọi người có mặt giống như đến một thế ngoại đào nguyên, mà lực lượng trần kỳ hấp thu vào trong cơ thể không phải lực lượng bình thường nó cũng mạnh mẽ vô song lực lượng đó thật sự khiến ta cảm thấy kinh ngạc tên này có lai lịch gì thế vậy mà lại sở hữu lực lượng mạnh mẽ như vậy ta cảm giác cho dù liệu kiến dốc toàn lực của hắn thì cũng không thể đối kháng lại lực lượng của tên này lý văn chậm rãi nói giống như là lầm bầm tô tiểu bạch cười nhìn hắn một cái không phản ứng với hắn mà trần kỳ có lực lượng liên hoa cũng không chần chờ thêm chút nào nữa sau khi trực tiếp hấp thu lực lượng đó vào trong cơ thể linh quang thánh khiết nháy mắt chiếu rọi khắp bốn phía trên cao xuất hiện ánh lửa vô hạn mà lực lượng và bóng dáng của người thủ hộ vốn đã tiêu tán cũng chậm rãi hiện lên giữa trời đất trần kỳ vậy mà lại triệu hồi ra một người thủ hộ có lực lượng còn lớn hơn nữa tuy vẻ bề ngoài về cơ bản vẫn giống với trước kia nhưng mà trên người hắn có một loại lực lượng liên hoa thánh khiết khác lực lượng liên hoa hùng mạnh đó nháy mắt xuyên qua trời đất. Ngay sau đó, Lý Văn nhìn về phía liễu kiến cách đó không xa, chậm rãi mở miệng nói, nếu ngươi không ra tay không đánh nhau, ta thấy ngươi chắc chắn phải rời khỏi thế giới xinh đẹp nảy rồi, rốt cuộc thực lực của ngươi là cỡ nào ta vẫn hiểu rõ, nhưng nếu ngươi không thận trọng đối đãi với kẻ địch đối diện ngươi, ta đại khái rõ ràng chuyện sau đó của ngươi sẽ như thế nào. Giống như uy hiếp, lại giống như phán đoán sự sống chết của liễu kiến sau khi nói ra lời này mọi người có mặt đều có chút im lặng quả thật giờ phút này lực lượng mà trần kỳ biểu hiện ra thật sự quá mức mạnh mẽ mọi người ở đây không ai không cảm thấy kinh ngạc dù sao cũng là cường giả của đại lục thiên chi có lực lượng như vậy cũng không quá khó tiếp nhận mọi người có mặt cũng cảm thấy có thể hiểu được cũng không phải chuyện gì quá mức chấn động người khác hơn nữa lý văn nói cũng không sai nếu liễu kiến vẫn không tìm được cách đối phó với trần kỳ vậy thì rất có thể sẽ để mạng nhỏ của mình ở đây trước đó hắn thu liễm lực lượng của mình không hoàn toàn lợi dụng lực lượng to lớn của bảo đao đó đối địch ngược lại là vì để tránh bản thân vì tiếp nhận quá nhiều lực lượng mà bị nổ chết thu liễm một chút kết quả không ngờ tới chính là vẫn không đánh vỡ lực lượng phòng ngự của trần kỳ trần kỳ hiện tại cực kỳ tức giận chuẩn bị phản kích hoàn toàn giết chết liễu kiến hắn ở đây cho nên liễu kiến hắn giờ phút này nếu không lấy ra toàn bộ thủ đoạn để đối phó đại khái sẽ bị lấy mạng ở đây sợ là mạng nhỏ cũng sắp không còn trần kỳ cũng không nói lời vô nghĩa với hắn không chần chờ gì nữa hắn trực tiếp thao túng lực lượng cực kỳ thánh khiết trôi nổi trong không trung nhìn liễu kiến đứng thẳng đối diện cách đó không xa sắc mặt liễu kiến khó coi cả người run rẩy trước đó sử dụng lực lượng của bảo đao đã nhanh chóng rút cạn thân thể của hắn nếu hắn lại sử dụng thêm nữa đại khái sẽ thật sự do trần kỳ đối diện giết chết dù sao trần kỳ cũng không phải hạng người lương thiện người ta đã chuẩn bị giết chết hắn ở đây cho nên hắn không thể không chuẩn bị sẵn sàng trước bằng không rất có thể sẽ bị tiêu hao hết lực lượng bản thân ở đây nhưng mà giờ phút này đã là tên trên dây không thể không bắn nếu hắn không toàn lực ra tay người cuối cùng thiệt thòi chỉ có bản thân hắn ta cho ngươi một cơ hội nói ra di ngôn của mình nếu không ta sợ ngươi đang đi trên đường hoàng tuyền còn trách ta không để cho ngươi cơ hội nói ra di ngôn tiếu nghị thấy trần kỳ kiêu ngạo như thế cũng bất đắc dĩ lắc đầu cái thằng này lấy được ưu thế lại còn sĩ diện như vậy giả bộ cho ai xem thế người ở đây có ai không quen hắn chứ nhưng mà hắn cũng không đi lên kích thích trần kỳ dù sao đây là thời khắc mà lực lượng trần kỳ lớn mạnh nếu hắn nói như vậy chắc chắn sẽ khiến trần kỳ cảm thấy mất hứng cho nên vẫn là cố gắng hết sức ngậm miệng không nói là được có đôi khi chiến đấu cũng xem trọng khí thế nếu có thể dựa vào khí thế áp chế đối phương giành được thắng lợi đó cũng là một tình huống có thể chấp nhận. Dù sao không phí một binh một tốt nào đã có thể giành được chiến thắng trong trận chiến, chuyện tốt như vậy có bao nhiêu chứ? Người bình thường muốn có được còn không có được nữa kìa. Liễu Kiến cười ha ha, khuôn mặt vẫn không chút sợ hãi, dường như hắn đã suy nghĩ cẩn thận, trong trận tranh đấu lần này, xác suất cao là hắn không thể rời khỏi đây trừ khi trong gia tộc hắn có người đến tiếp ứng, dẫn hắn đi, nếu không, cứ dựa vào thực lực nguyên tố sư nhị cấp hiện tại của hắn, nếu không sử dụng thủ đoạn đó thì hoàn toàn không có cách nào triệu hồi ra bảo đao lực lượng nguyên tố thất cấp cho hắn sử dụng cho nên giờ phút này xác suất cao là hắn không đánh lại trần kỳ đối diện bởi vì hắn cảm giác được lực lượng mà trần kỳ triệu hồi lần nữa rất rõ ràng không hề tầm thường không phải người bình thường có thể đối kháng được hơn nữa để duy trì trạng thái này hắn đã phải cực kỳ khó khăn mà trần kỳ cũng không phải tên ngốc xác suất lớn cũng có thể đoán ra được lực lượng này chính là lực lượng bản nguyên của hắn chứ không phải lực lượng khác. Tô Tiểu Bạch nhìn thoáng qua Trần Kỳ, chậm rãi mở miệng nói, còn nói nhảm với hắn cái gì, nhanh lên tốc chiến tốc thắng, giải quyết bọn họ, một khắc cũng không có thể ở lại đây thêm, muộn một chút nữa lỡ như người của huyền Nguyệt Tông qua đây xem xét, bị bại lộ thì không dễ xử lý đâu. Nói xong nhìn qua Lý Văn cách đó không xa, Lý Văn cười khẩy nhưng trên khuôn mặt lạnh nhạt lại có chút thay đổi, Nói thật hắn cũng đang cân nhắc hay là liều mạng sống chết với đám người Tô Tiểu Bạch trước, dù sao giữ lại núi xanh, không sợ không có củi đốt. Giờ phút này truyền đấu cùng một chỗ với bọn họ, cuối cùng thiệt thòi vẫn là bản thân hắn thôi. Cách tốt nhất chính là tạm thời rời khỏi nơi này trước, mọi thứ khác đợi sau này thực lực mạnh mẽ rồi hẳn nói, trở lại phục thù cũng không muộn. Dù sao quân tử báo thù, 10 năm không muộn. Sau khi Trần Kỳ nghe Tô Tiểu Bạch nói như vậy thì cũng cười nhìn thoáng qua Liễu Kiến đối diện mình. Thấy tiểu Bạch Ca của ta cũng đã thúc giục ta rồi kìa, chê thời gian cho ngươi quá nhiều rồi. Còn không cho ta lãng phí thời gian, điều này nói rõ ta đã làm đến tận tình tận nghĩa, cũng đã cho ngươi đủ thời gian để lại di ngôn rồi, chính ngươi không nắm chắc vậy thì đừng trách ta, chuẩn bị làm vong hồn dưới tay của ta đi. Sau khi dứt lời, người thủ hộ lóe ra linh quang màu vàng, nháy mắt mang theo lực lượng lùng kính của Liên Hoa, tấn công Liễu Kiến liễu kiến lạnh nhạt cười sắc mặt nháy mắt bắt đầu biến ảo hai mắt trợn ngược chỉ lên trời đột nhiên trời đất biến sắc sấm sét dâng lên một thiên lôi từ trên trời giáng xuống nháy mắt đập trên mặt đất kết nối với liễu kiến bắt đầu trị liệu sau khi liễu kiến mở hai mắt ra thì lập tức bắn ra linh quang mãnh liệt nhưng mà trần kỳ cũng không cam lòng yếu thế lực lượng không chút yếu hơn liễu kiến nháy mắt lóe ra trên cao giống như cá chép nhảy ra long môn dần dần hóa hình lại còn sở hữu lực lượng cực hạn trực tiếp quấn quanh với Trần Kỳ và người thủ hộ nguyên tố được hắn triệu hồi ra. Sau khi mọi người nhìn thấy một màn này thì ai nấy hiếp mắt, Tô Tiểu Bạch chậm rãi mở miệng nói, đây là mượn dùng lực lượng vạn pháp để mở đường cho hắn, địa vị của tên này ở đại lục thiên chi tuyệt đối không thấp, cũng không phải cái không phải tuyệt thế thiên kiêu mà hắn nói, hắn còn có thủ đoạn che giấu, thật sự là thâm tàng bất lộ. Luôn ẩn giấu không để cho chúng ta phát hiện, thì ra bản thân hắn là người tu luyện đỉnh cấp, thành tựu sau này nhất định phi phàm. Những lời này của Tô Tiểu Bạch cũng không khuếch đại chút nào, có thể mượn dùng lực lượng vạn pháp để tăng cường bản thân, bản lĩnh như vậy, nói thật, ở huyền Nguyệt Tông cũng không có mấy người, nhưng mà Duy chỉ có hắn là đã làm được rồi, thực lực trần kỳ quả thật không giống, bối cảnh tuyệt đối thâm hậu. Về phần liễu kiến cũng không phải đang ngồi chờ chết, cũng nhìn qua khí thế của Trần Kỳ. Ta có một đao, có thể phá vạn vật, khai thiên địa, nhập hoàng tuyền, trên chạm thiên đình, dưới tới hoàng tuyền. Sau khi nói xong, một đao quang nháy mắt phá không bay đến. Tiếng nổ kịch liệt truyền đến, không trung trực tiếp xuất hiện một vết rách, một trường đao chui ra từ trong đó, sắc mặt mọi người ở đây đều thay đổi. Vậy mà kết nối nhờ bản thể đến trợ giúp, thật sự là khiến ta không ngờ tới. Tô Tiểu Bạch biến sắc, nhìn về phía Trần Kỳ, lúc này hắn không mở miệng nhắc nhở nữa, bởi vì hắn biết xuất hiện tình huống gì Trần Kỳ cũng có thể ứng phó được, là người sở hữu địa vị rất cao ở đại lục thiên chi đối phó tình huống như vậy còn không phải dễ như trở bàn tay à mà chỉ trong nháy mắt lúc liễu kiến triệu hồi lực lượng trời đất qua trị liệu cho bản thân thực thể của bảo đao đó cũng bắt đầu dần dần xuất hiện dáng vẻ của bảo đao này giống với ảo ảnh triệu hồi trước đó chẳng qua so với ảo ảnh thì càng thêm rắn chắc càng thêm có sức uy hiếp mọi người có mặt chỉ cảm nhận được sự hung bạo khó có thể áp chế từ phía trên bảo đao ấy giống như sẽ phá vỡ phong ấn ngay sau đó, giết sạch toàn bộ mọi người có mặt ở đây, ngay cả Tô Tiểu Bạch cũng cảm giác được mí mắt giật một cái, dù sao bọn họ chỉ là nguyên tố sư nhị cấp, đối mặt với bảo đao có thể do nguyên tố sư thất cấp điều khiển. Thực lực vẫn của họ vẫn không đủ nhìn, suy cho cùng vẫn là không so sánh được. Cho nên giờ phút này thật ra cũng có chút thận trọng, tất cả mọi người có mặt bắt đầu có chút khẩn trương, để phòng ngừa liễu kiến kia cảm thấy không giết được Trần Kỳ bắt đầu trở tay đối phó bọn họ đến lúc đó làm kẻ chết thay thì có chút không đáng mà lúc bảo đao đó lơ lửng phía trên cao chỉ trong nháy mắt đi đến bên cạnh liễu kiến người từ nãy đến giờ mãi vẫn chưa có động tĩnh gì mặt liễu kiến biến sắc chỉ trong tức khắc đã như biến thành một tờ giấy vàng sắc mặt trắng bệt ra sau khi lực lượng đáng sợ đó dịch chuyển hắn đã hóa thành một cái vỏ đao hình người mặc cho thanh bảo đao đó cắm lên người mình thanh đao đâm vào phần đầu và cổ đâm xuyên cả người liễu kiến máu tươi bị hút sạch cả cơ thể hắn vỡ vụn ra gió thổi một cái hắn biến mất trong không trung rộng lớn thế nhưng giọng nói của liễu kiến thì vẫn còn vang lên giữa đất trời ta đã hiến tế hết lực lượng của mình cho thanh đao này rồi ta không tin nó không tiêu diệt được ngươi từ từ thanh bảo đao đó thay đổi liên tục tất cả mọi người ở đó đều nhìn chằm chằm vào thanh bảo đao không một ai dám nói gì cả dù sao thì thực lực của thanh đao đó đúng là không nhỏ cẩn thận một chút cũng đáng thôi tất cả mọi người ở đó đều có thể nhìn thấy liễu kiến triệu hồi để hiến tế cho bảo vật của gia tộc hắn đặc biệt là quần chúng ở bên cạnh liễu kiến triệu hồi bản thể của bảo đao tổ truyền đến xong trong mọi người đều rất trầm trọng họ lo tên này sẽ nổi điên lên giết người nhỡ đâu lại kéo tất cả mọi người ở đây đi chết cùng thì sao không ít người phải lo lắng vì điều đó còn về lý văn hắn không hề lo lắng hắn chỉ nhìn một cái rồi cười rất thản nhiên căng thẳng thế làm gì tên này không có tư cách để bản thể của bảo đao phát nổ giúp hắn giết địch đâu cùng lắm là hắn mượn được một chút uy lực của bảo đao để mở đường cho mình thôi ngoài việc đó ra hắn cũng chẳng có khả năng để làm gì khác đâu tất cả mọi người ở đó nghe lý văn nói xong thì có hơi bán tính bán nghi họ không tin hoàn toàn được dù sao thì lý văn và tô tiểu bạch là đối thủ của nhau liệu hắn có nói tình hình thật với bọn họ không bọn họ không tin lúc đó họ đều giữ thái độ nghi ngờ họ vẫn không tiến đến gần hơn để quan sát trận chiến còn về lý văn nói xong câu đó hắn cũng không nói gì nữa chỉ đứng yên quan sát trận đấu bên đó thôi sau khi liễu kiến triệu hồi bản thể của thanh bảo đao trần kỳ cũng không đứng yên trần kỳ triệu hồi lực lượng của thiên địa vào trong cơ thể của mình bông hoa sen ấy lập tức nở ra bên cạnh hắn bao nhiêu đóa hoa sen lấp lánh ánh vàng và thanh bảo đao đó va chạm với nhau. Những ánh lửa xinh đẹp liên tục xuất hiện. Tất cả mọi người đều nheo mắt lại. Trận chiến này khiến người xem thấy đặc sắc quá. Người bình thường làm gì có cơ hội để nhìn thấy cảnh chiến đấu kịch liệt thế này chứ? Quy lực của nó mạnh vô cùng. Thực sự khiến tất cả mọi người ở đây đều phải bất ngờ. Lúc này, khí thế của liễu kiến đang mạnh, lực lượng bản nguyên của hắn đã bị thanh bảo đao hút hết. Liễu Kiến đã quyết tâm rồi, hắn dùng hết tâm sức để khống chế lực lượng của Thanh Bảo Đao. Hơn nữa, bọn họ còn không biết một điều. Đó là lúc này, gia tộc của Liễu Kiến đã loạn hết cả lên rồi. Thanh Bảo Đao của Tổ Tông tự dưng biến mất. Thế nhưng điều khiến trưởng lão trong gia tộc và gia chủ sợ đó là bọn họ cũng đoán được đại khái rằng Thanh Bảo Đao đã bị Liễu Kiến triệu hồi đi mất rồi. Nếu không thì sao nó có thể biến mất đột ngột như vậy được chứ? Bọn họ cũng đoán được, phải triệu hồi được bản thể của Thanh Bảo đao thì đã đủ để chứng minh rằng Liễu Kiến đã bị một thứ gì đó uy hiếp. Vậy nên mới phải triệu hồi bản thể của Bảo đao để giúp hắn có thể chiến thắng kẻ địch. Điều này cũng có nghĩa là tính mạng của Liễu Kiến cũng sắp mất rồi. Khi cả gia tộc họ Liễu đang loạn cào cào lên, thì ở một vùng hoang dã nơi trận đấu đang được tiến hành, mọi người đều đang dùng hết sự chú ý vào Trần Kỳ. Trần Kỳ sở hữu lực lượng Liên Hoa triệu hồi nguyên tố trong thiên địa để bản thân mình sử dụng vậy mà lại triệu hồi ra một người thủ hộ nữa mà người thủ hộ này nhìn qua có chút sức mẻ nhưng mà lực lượng trên thân người thủ hộ đó không nhỏ chút nào mọi người có mặt chỉ cảm thấy cực kỳ mạnh mẽ người thủ hộ lại lần nữa bị trần kỳ triệu hồi đến rất rõ ràng cũng không thuộc bản thân hắn bởi vì dáng vẻ không giống hắn người thủ hộ của mỗi người có xác suất lớn hẳn là không khác biệt lắm với bản thân mình mà người thủ hộ này trông cực kỳ già nua nhưng mà nhìn từ khí tức ở trên người hắn và không ít lực lượng nguyên tố xung quanh là có thể nhìn ra hắn tuyệt đối là cường giả đỉnh cấp tối thiểu cũng phải đạt tới thực lực nguyên tố sư thập cấp mà trên thế giới người thủ hộ của nguyên tố sư đạt tới thập cấp bình thường đều là gia tộc sở hữu nguyên tố sư đỉnh cấp ở trên toàn thế giới đều có thể xếp hạng cao nhân vật như vậy rất hiếm có tuyệt đối không vượt qua một bàn tay cho nên có thể thấy được bối cảnh của trần kỳ cực kỳ thâm sâu trong gia tộc tồn tại nguyên tố sư thập cấp khá lắm cái thằng trần kỳ này vẫn luôn đi theo phía sau chúng ta hi hi ha ha với chúng ta ta còn cho rằng không có bản lĩnh gì đâu không ngờ trong nhà có lão tổ tông thập cấp hiện tại tốt rồi mang lão tổ tông của mình ra khè ai còn dám đấu với ngươi chứ tiếu nghị bất đắc dĩ cười tô tiểu bạch nghe thấy tiếu nghị nói như vậy cũng có chút bất đắc dĩ tuy lời hắn nói có chút khôi hài nhưng mà đại khái cũng là sự thật quả thật là trần kỳ có thể đã không ứng phó được nghĩ đến bản thể bảo đao cho nên mới triệu hồi người thủ hộ nguyên tố của lão tổ tông qua đây. Tránh cho bản thân xuất hiện ngoài ý muốn. Bản thân Trần Kỳ cũng khổ trong lòng, hắn không đến lúc vạn bất đắc dĩ thì làm sao dám dễ dàng triệu hồi người thủ hộ của lão tổ tông chứ. Phải biết rằng hắn và trong gia tộc định ra hiệp nghị, chỉ cần vượt qua ba lần, vậy thì hắn bắt buộc phải nhanh chóng trở về đại lục thiên chi, hoặc là trong gia tộc có người qua đây cưỡng chế mang hắn đi, không cho hắn lưu lạc ở bên ngoài làm sao hắn có thể bằng lòng chứ nói xong đúng là hơi thở dài thực lực của bản thân hắn vẫn không đủ vậy mà bị người ta chỉ dùng một bản thể bảo đao đã ép đã đến không còn cách nào chỉ có thể triệu hồi người thủ hộ nguyên tố của lão tổ tông tới bảo vệ mình nghĩ đến cũng có chút bất đắc dĩ lắc đầu hắn không nói thêm gì nữa nhìn về phía liễu kiến thực lực cũng vô cùng mạnh mẽ đối diện mà sau khi người thủ hộ nguyên tố của lão tổ mà Trần Kỳ Triệu hồi ra xuất hiện thì tùy ý hành động, cảm nhận một chút lực lượng giữa trời đất, sau khi thích ứng một lượt, thì chợt có động tác của mình. Nhìn thoáng qua Trần Kỳ ở phía dưới, người thủ hộ nguyên tố đó chậm rãi mở miệng nói, đây là lần đầu tiên ngươi sử dụng quyền lợi của mình, nếu thêm hai lần nữa ngươi nhất định phải trở về đại lục, nói cách khác nếu để người trong gia tộc tự mình tới đón ngươi, ngươi biết là hậu quả như thế nào rồi đấy lời kiểu đó giống như là thế hệ ông nội đang dạy bảo con cháu của mình sắc mặt người ở đây đều trở nên cực kỳ quá dị rõ ràng là chỗ quyết đấu sinh tử sao lại biến thành chỗ cho người già giáo dục con trẻ rồi tô tiểu bạch cũng có chút bất đắc dĩ mình cũng không có đãi ngộ này đâu đấy chính mình còn phải dựa vào bản thân để liều mạng mà tên này vậy mà còn có người thủ hộ của ông nội nguyên tố sư thập cấp như vậy đây chính là điểm cuối của cả thế giới mà sau khi trần kỳ bị người thủ hộ của tổ tông mình nói như vậy sắc mặt cũng có một chút xấu hổ lại có chút bất đắc dĩ gật đầu. Được rồi, được rồi, ta biết rồi, ngươi nhanh chóng giải quyết vấn đề này đi, tên đó đã định rời khỏi rồi cô. Giờ phút này người thủ hộ nguyên tố đặt mắt phía trên cao, trên bảo đao tuyệt thế sắc bén. Khí tức trên bảo đao, có huyết nộ cực kỳ dày đặc. Sát khí thật lớn mạnh, xem ra thanh đao này truyền tới từ chiến trường viễn cổ, nếu không cũng sẽ không có sát ý như vậy không ngờ ở đây vậy mà còn có cả khí hồn điều này khiến ta nghĩ đến một vài chuyện cũ sau khi mọi người có mặt nghe được câu này đều biến sắc chẳng lẽ nói lão tổ tông của trần kỳ có xích mích gì với gia tộc liễu kiến sở hữu bảo đao sao về phần trần kỳ sắc mặt cũng lấp lóe lại có chút bất đắc dĩ nhìn người thủ hộ nguyên tố đó lão tổ ngươi sẽ không thả hắn đi chứ vậy không được nếu ta thả hắn đi đến lúc đó ta có thể xảy ra chuyện đó trần kỳ có chút sốt ruột nếu lão tổ tông nhà mình có liên quan gì đó với bảo đao này cuối cùng thả liễu kiến đi vậy đến lúc đó mình phải tự lao mông rồi lúc này cũng có chút bất đắc dĩ nhìn lão tổ của mình trong ánh mắt lộ ra một tia cầu xin đương nhiên đây là hắn cố ý làm nũng cô tiểu bạch chớp mắt một cái không nói gì thật ra trần kỳ cũng không hoàn toàn muốn đi lo lắng những việc này nếu nhà hắn có lão tổ thập cấp vậy chứng minh trên đường lớn này vốn dĩ không có ai dám ra tay với hắn đây chính là đại biểu sẽ bị tộc siêu cấp lớn mà tồn tại nguyên tố sư thập cấp đuổi giết đến lúc đó có thể chạy đi đâu chứ giống như trần kỳ muốn nhờ vào lão tổ nhà mình trợ giúp vậy mà có thể cách xa triệu hồi ra người thủ hộ của lão tổ nhà mình vậy đại biểu chỉ cần chỗ mà người trong tộc hắn có thể đi đến người thủ hộ nguyên tố này có thể cách xa đi tới điều này đại biểu cho cái gì đại biểu cho ngươi chạy trốn tới chân trời góc biển cũng vô dụng cũng sẽ bị người ta giết chết như cũ cho nên nói nếu sau đó Trần Kỳ buông tha cho Liễu Kiến, gia tộc của Liễu Kiến nịnh bợ Trần Kỳ còn không kịp nữa, sao có thể đi giết hắn chứ, cho nên lo lắng này của Trần Kỳ hoàn toàn không cần thiết. Mà sự thật chứng minh, lo lắng của Trần Kỳ cũng dư thừa, người thủ hộ nguyên tố của lão tổ của hắn cũng cũng không nói chuyện này sẽ làm như vậy. Chỉ thấy hắn vung tay, nhìn bảo đao cách đó không xa chậm rãi mở miệng nói, thể xác của ngươi đã tan tác, chỉ để lại linh hồn và lực lượng bản nguyên của ngươi, trong bảo đao này cũng tồn tại không được bao lâu như vậy đi con cháu của ta tới đây cũng không giúp đỡ gì ta sẽ giúp ngươi khôi phục thân thể ngươi nói cho gia tộc các ngươi phụ tá hắn đàng hoàng ở đây nghe hắn chỉ huy là được sau khi nghe được lời như thế hai người trần kỳ và liễu kiến đồng thời đều trợn tròn mắt đây là ý gì trực tiếp từ đối thủ biến thành tiểu đệ mà đúng lúc này ngược lại lý văn có chút kích động hắn cũng không hy vọng sẽ xảy ra chuyện như vậy dù sao nếu thật sự buông tha cho liễu kiến vậy thì việc bản thân hắn sở hữu bí mật di tích truyền thừa không phải sẽ bại lộ sao đến lúc đó tuyệt đối không trốn thoát nghi vấn và lời giải thích với tông môn nhưng nếu thật sự muốn kêu hắn giao ra làm sao hắn có thể bằng lòng chứ huống hồ giờ phút này hắn sống chết chưa biết nếu liễu kiến thật sự phản đòn lại còn liên hợp với đám người trần kỳ tô tiểu bạch vậy bản thân tuyệt đối không có cơ hội sống sót tô tiểu bạch cười nhìn qua lý văn đối diện mình giọng điệu cũng cực kỳ thoải mái, cực kỳ thản nhiên. Thế nào, có phải bỗng chốc ngạc nhiên rồi phải không? Trước đó cho rằng bản thân còn có thể đấu một trận với ta, thật không ngờ hiện tại đã rơi vào một thế cờ chết nhỉ. Không sao, ngươi đừng lo lắng, không phải là cần mạng nhỏ sao? Vậy thì làm sao, nói chỗ giấu di tích truyền thừa của ngươi cho ta đi, ta thay ngươi chia sẻ tiếc núi này. Lời nói của Tô Tiểu Bạch đủ ý khiêu khích, khiến Lý Văn tức giận đến nổi trận lôi đình. Đương nhiên rồi, người thủ hộ nguyên tố lão tổ của trần kỳ cũng chú ý tới tình huống bên này nhưng mà hắn cũng không ra tay nhìn thoáng qua đã biết đại khái là tình huống như thế nào hắn chỉ làm chuyện bản thân muốn làm chờ liễu kiến kia gật đầu chỉ cần liễu kiến đồng ý hắn sẽ trợ giúp liễu kiến khôi phục thân thể của hắn linh hồn và bản nguyên trở về thân thể thì sẽ không ở lại đây nữa dù sao hắn còn có chuyện gấp quả nhiên liễu kiến kia dù sao cũng là thiên chi kiêu tử trong tộc hắn biết địa vị bản thân trong gia tộc cho nên nói hắn đưa ra quyết định như thế nào trong gia tộc cũng tuyệt đối sẽ không từ chối hắn bởi vậy hắn trong bảo đao cũng buồn bực gật đầu đồng ý được thôi sau này gia tộc bọn ta tất nhiên đi theo thiếu chủ trần kỳ sau này tất nhiên làm việc theo mệnh lệnh của thiếu chủ trần kỳ vì các hạ tận tâm tận lực phụ tá thiếu chủ sau khi liễu kiến nói một lượt lão tổ của trần kỳ cũng chậm rãi gật đầu ngươi cũng đã đồng ý rồi vậy ta tin ngươi Ta cảm thấy danh hiệu nguyên tố sư thập cấp của ta cũng không phải đến không, tin tưởng ngươi vẫn là biết nặng nhẹ, biết người nào. Bên nào quan trọng hơn, biết nói cái gì nên hứa hẹn, nói cái gì không nên hứa hẹn. Sau khi nói xong câu đó, hắn dời ánh mắt nhìn bảo đao bị Liễu Kiến nhập vào trong đó. Một tay mở ra, khiến bảo đao lóe một cái, nháy mắt vào trong tay hắn, sau mấy bấm tay niệm thần chú, vài linh phù đột nhiên hiện lên trong trời đất, dục thể vốn dĩ tán loạn chậm rãi ngưng tụ mà linh hồn và lực lượng bản nguyên của liễu kiến cũng bị hút ra từ trong huyết đao đó một lần nữa quay về nhục thể mà bảo đao mất đi lực lượng bản nguyên và linh hồn của liễu kiến trong nháy mắt có chút không chịu nổi thậm chí vù vù một chút muốn bạo động lão tổ của trần kỳ không để ý cười chẳng qua là một huyết đao thôi còn dám làm phản ở trong tay ta à nói xong trực tiếp bắn ra ở trên chuôi đao của hắn bảo đao vốn có huyết quang mãnh liệt trong khoảnh khắc lặng yên không một tiếng động đã không có một tia sáng, mọi người có mặt đều kinh ngạc. Quả nhiên là thủ đoạn của nguyên tố sư thập cấp, quả thật mạnh mẽ, chẳng qua là một cái búng tay đã khiến bảo đao vô cùng mạnh mẽ thuận theo, nháy mắt không có động tĩnh, sau khi làm xong mọi thứ, hắn ném thanh đao vào trong khe nứt không gian, biến mất không thấy. Mà người thủ hộ nguyên tố kia cũng trong nháy mắt hóa thành vệt sáng biến mất tại chỗ, mọi người có mặt đều dời mắt nhìn về phía Liễu Kiếm, quan sát tình huống của hắn. Cơ bản là mọi người không ngờ tình huống lại biến thành như vậy. Một cục diện đánh sống đánh chết, đột nhiên bắt đầu trở nên hài hòa hữu hảo, giống như một trò cười. Mà cùng với khi liễu kiến phản kháng chấm dứt, thế cục rơi vào dàn co, một mình Lý Văn phải đối phó với nhiều người như vậy, về phần huyết ngọc quan kia sớm đã thấy rõ ràng tình huống hiện trường, thừa dịp bọn họ đánh nhau, tìm cơ hội trốn ở chỗ xa hơn, chỉ cần có người chỉ mũi dùi vào hắn, hắn sẽ lập tức chạy trối chết đúng là bắt được lỗ hổng khi người thủ hộ của lão tổ trần kỳ đến cho dù hắn trốn được hay không dù sao ít nhất là phải giữ được mạng nhỏ của hắn bằng không đến lúc đó cũng không có ai thay hắn đi biểu dương chính nghĩa vẫn là mạng nhỏ của mình quan trọng giữ lại núi xanh lo gì không có củi đốt liễu kiến vẫn hiểu rõ chỉ cần mạng nhỏ của mình còn vậy thì những thứ khác đều không phải vấn đề còn có cơ hội bắt đầu lại từ đầu nếu ngay cả mạng nhỏ của hắn cũng đánh mất hắn cũng không có bối cảnh phía sau giống như trần kỳ động một tí sau lưng đã xuất hiện một tổ tông của nguyên tố sư thập cấp trong tộc hắn chẳng qua là một đệ tử bình thường thôi trái lại đám người tô tiểu bạch không sao cả cũng không phản ứng tên huyết ngọc quan kia nếu hắn đã muốn chạy vậy thì chạy đi chỉ cần hắn có thể chạy thoát nhưng mà vẻ mặt liễu kiến lại ngoan độc nhìn hắn trước đó ta chịu khổ không ai giúp hiện tại ngươi cũng đừng mơ sống tốt sau khi lầm bầm tự nói xong, hắn nhìn về phía Trần Kỳ. Thiếu chủ, ta đi giết tên đó, lấy diệt trừ họa về sau. Trần Kỳ cũng gãi đầu có chút xấu hổ, nhìn huyết ngọc quan sợ bị ảnh hưởng một cái, cười. Không sao, nếu ngươi muốn giết hắn thì ngươi cứ giết là được, không cần thông báo với ta, cũng không cần gọi ta là thiếu chủ, ngươi vẫn gọi tên của ta đi, gọi ta là thiếu chủ, nghe là lạ. Trần Kỳ cũng có chút bất đắc dĩ, bản thân trở thành thiếu chủ của liễu kiến chính hắn cũng cảm thấy không được tự nhiên nhưng mà liễu kiến vẫn vô cùng dễ chịu giống như đã nhận hắn là thiếu chủ rất nhiều năm khiến cho hắn ngược lại có chút ngượng ngùng lão tổ đâu phải là giải quyết phiền phức cho ta đây là gây phiền phức cho ta hiện tại trần kỳ cũng khóc không ra nước mắt trong lòng rất bất đắc dĩ nói thật đột nhiên xuất hiện một tiểu đệ như vậy cho ai người đó cũng cảm thấy trong lòng không thoải mái cho dù tuy nói trần kỳ là nhân vật cực kỳ quan trọng trong gia tộc nhưng mà từ nhỏ cũng chưa nhận được đãi ngộ như vậy bởi vậy giờ đây sau khi nhìn thấy liễu kiến có biểu hiện như vậy lúc ấy hắn cũng có chút bất đắc dĩ nhưng mà liễu kiến không chút để ý tùy ý hắn nói như thế nào đối với liễu kiến mà nói nếu hắn đã đồng ý với lão tổ của gia tộc trần kỳ là sau này hầu hạ thiếu chủ trần kỳ vậy thì tuyệt đối không thay đổi ý định hơn nữa có thể ôm đùi đại gia tộc của nguyên tố sư thập cấp vậy chứng minh tương lai thăng chức vùng vục của gia tộc bọn họ trong tầm tay cho dù là môn phái như huyền nguyệt tông đến lúc đó cũng tất nhiên không so được với gia tộc bọn họ bởi vậy hắn cảm thấy bản thân đồng ý là chuyện cực kỳ tốt cho dù là để trưởng lão gia tộc hay là môn chủ biết chuyện hắn làm tất nhiên sẽ không phản bác còn phải nói hắn phán đoán không tệ loại chuyện có lợi cho gia tộc này hắn cảm thấy sự nhìn xa trông rộng của mình cũng không tệ tối thiểu đối với gia tộc mà nói đây là một tin tức cực kỳ có lợi, có thể ôm đùi nguyên tố sư thập cấp, cho dù từ mặt nào đều là chuyện hiếm có. Được nha Liễu Kiến phản đồ như ngươi vậy mà muốn quay lại đối phó ta, thật không biết trong đầu ngươi suy nghĩ cái gì. Chẳng lẽ ngươi không sợ sau khi mấy tên này lợi dụng ngươi xong, thì sẽ tiêu diệt ngươi sao? Khuyết Ngọc Quang lúc này đã hoảng không lựa lời, hắn không biết bản thân có thể sử dụng cách như thế nào ngăn cản sát ý của Liễu Kiến, bởi vì giờ phút này hắn biết rõ lực lượng của bản thể bảo đao liễu kiến vừa mới triệu hồi cực kỳ mạnh mẽ tất nhiên bản thân không đối phó nổi hắn sớm hay muộn sẽ trở thành vong hồn dưới đao của hắn đương nhiên thật ra hắn không ngờ là nếu như liễu kiến không giết hắn mấy người tô tiểu bạch sớm muộn gì cũng sẽ động thủ kết cục của hắn nhất định phải chết trừ phi hắn có thể giống như liễu kiến cũng nhận được sự thưởng thức từ lão tổ của trần kỳ sau đó để hắn đi theo nhưng chuyện như thế làm sao có thể xảy ra dễ dàng như thế chuyện đó vốn không thể nào xảy ra được hắn chỉ có thể ngoan ngoãn nghe theo số mệnh thôi đúng là không biết trong đầu ngươi nghĩ cái gì nữa ngươi cảm thấy chuyện ngươi muốn sống có thể xảy ra được sao đó là chuyện không thể xảy ra coi như ta không giết ngươi đi nữa sớm muộn gì ngươi cũng phải chết thôi huống chi nếu người ta muốn giết ta thì trước đó đã giết chết ta rồi làm gì còn chuyện đợi đến bây giờ kia chứ hơn nữa có chuyện mà ngươi không biết, sau khi vị đại lão kia khôi phục thân thể cho ta, lúc này thân thể của ta chẳng những được khôi phục về trước đây mà còn có thể tấn thăng thêm một bước nữa. Những lời Liễu Kiến nói ra không hề giả dối một chút nào, hắn cũng không hề nói dối. Bởi vì cơ thể của hắn đã hoàn toàn bị tổn hại, sau đó đã được lão tổ của nhà Liễu Kiến tiến hành tái tạo, khôi phục lại, nên căn cơ của hắn còn kiên cố vững chãi hơn trước, mà thiên phú lại càng tốt hơn. Cơ thể vốn có đã có không ít tạp chất, còn cơ thể mới hiện giờ trên cơ bản đã được bài trừ tạp chất không còn chút mảnh nào. hơn nữa cơ thể được áp dụng lực lượng nguyên tố thường thấy nhất giữa thiên địa rèn đúc mà thành có thể nói là vô cùng có tâm. người nói xem liễu kiến còn phải bất mãn điều gì nữa, hắn sẽ lựa chọn thế nào đây? bản thân huyết ngọc quang cũng tự hiểu được, chính hắn đã sắp chết đến nơi rồi, vốn không có cơ hội có thể quay đầu. nhưng hắn nghĩ đến khi còn trẻ không biết tiến bộ, bây giờ bị giết chết ở nơi này hắn vô cùng phẫn hận và không cam lòng ánh mắt tràn đầy bất mãn của hắn nhìn về phía lý văn lý văn tại ngươi cả nếu như không phải do ngươi thì chúng ta đã không ở lại nơi này lâu như thế hơn nữa còn phải đối mặt với nguy hiểm bị sát hại tại ngươi hết chẳng lẽ ngươi không thấy xấu hổ chút nào hết ư hôm nay huyết ngọc quan ta đây có chết cũng phải kéo theo ngươi làm cái đệm lưng nói xong ánh mắt phẫn hận của hắn nhìn về phía lý văn trong nháy mắt đó trên người hắn hiện lên đầy huyết quang vô số tinh huyết tuôn trào ra từ trong lỗ chân lông trên cơ thể hắn dường như chỉ trong chớp mắt tinh huyết lan ra như sương mù hóa thành một người máu không ngờ tên này lại dùng máu đổi lấy lực lượng minh nguyệt xem ra mấy người các ngươi đều không phải kẻ đơn giản từng kẻ một người này thủ đoạn hơn người kia không biết lý văn ngươi đây còn thủ đoạn gì chưa lấy ra nữa sau khi tô tiểu bạch nhìn thấy cảnh tượng này thì nở nụ cười dễu cật Đúng là hắn cũng không ngờ rằng tên Huyết Ngọc Quang không đáng chú ý đến vậy mà cũng có được thực lực lớn mạnh như thế. Mà thật sự điều khiến hắn không thể ngờ đến là gương mặt trong ấn tượng trước đây của hắn, Huyết Ngọc Quang chẳng qua cũng chỉ là một tùy tùng vô cùng yếu ớt mà thôi, vốn không thể có được lực lượng chiến một trận. Nhưng lúc này đây, thủ đoạn mà hắn lấy ra, phát hiện hắn có thể triệu hoán được lực lượng minh nguyệt, đó là lực lượng minh nguyệt vô cùng to lớn điều này chứng tỏ rằng sau khi phụ thể của người khác triệu hoán lực lượng minh nguyệt thì sẽ nhận được lực lượng lớn mạnh vả lại hắn còn là nguyên tố sư nhị cấp tố chất cơ thể hoàn toàn có thể đạt đến cấp bậc cao hơn cũng không biết sau khi được lực lượng minh nguyệt gia trì thêm cụ thể hắn có thể đạt đến trình độ nguyên tố sư cấp mấy nữa đến lúc đó đến cả mình cũng phải đối phó thận trọng nhưng hiện tại hắn liếc mắt nhìn sang lý văn tên lý văn này đúng là thê thảm hai bề thụ địch sắp phải dùng cái mạng nhỏ đó viết di chút tại chỗ luôn rồi. Nói thật, Lý Văn đúng là rất bất đắc dĩ, ban đầu còn chẳng có ai thèm để ý tới hắn. Nhưng bây giờ huyết ngọc quan lại quay mũi dù sang hắn, vậy mà lại quay sang bắt đầu đối phó với hắn rồi. Hắn thật sự chẳng có cách nào đấu hết. Còn về tên liễu kiến kia thì lại càng không cần nói đến, đã bị trần kỳ người ta mua chuộc từ sớm rồi. Giờ phút này, thế cục cân bằng ban đầu lập tức trở thành tình cảnh thực lực cách xa nhau một đống người đối phó với một mình hắn làm hắn cảm thấy hơi bất đắc dĩ tình huống đối địch trở nên chênh lệch quá xa làm hắn cũng không biết nên nói gì để biểu đạt tâm trạng buồn bực của mình tình cảnh lúc này đã không còn chỗ để hắn suy nghĩ nhiều thêm nữa chỉ khi dốc hết toàn lực ứng phó mới có thể mạnh lên để bản thân chiến thắng đối phương không có ý chí cầu sinh thì cứ chuẩn bị chờ chết thôi thật ra nhìn tên huyết ngọc quang đối phó với lý văn kia tô tiểu bạch chỉ muốn thốt ra một câu đúng là chó cắn chó, cả miệng đầy lông. Nhưng bây giờ hắn chưa thể nói được, nếu không đến lúc đó lại chọc tức huyết ngọc quan, hắn đột nhiên không nhắm đến Lý Văn nữa, vậy đúng là một sự thua thiệt to lớn. Vì thế, nhân cơ hội bây giờ trong lúc Lý Văn và huyết ngọc quan đang quyết liệt, hai người truyền đấu với nhau, còn hắn đứng ngoài quan sát, đó mới là điều mà Tô Tiểu Bạch muốn làm và nên làm. Nếu bây giờ nói ra mất lời trào phúng kia với huyết ngọc quan, tên đó nhất định sẽ nổi giận, quay sang liên thủ với lý văn để đối phó với hắn như thế có hơi lợi bất cập hại ít nhất đối với tô tiểu bạch chọc giận huyết ngọc quang đến lúc đó huyết ngọc quang không thèm đánh nhau với tên lý văn kia nữa kẻ chịu thiệt chính là hắn dù sao chẳng có ai thăm dò kỹ càng giúp hắn biết được chút ít nội tình của tên lý văn hắn không nắm chắc cho lắm dù sao truyền thừa di tích mà cái tên kia sở hữu đúng là kinh người thật chính tô tiểu bạch cũng không nhịn được mà đỏ mắt ghen tị Vốn dĩ lúc trước hắn còn định nói sau khi hắn có được di tích trong tay, khi ấy sẽ đưa cho Trần Kỳ hoặc là Tiếu Nghị. Lựa chọn thế nào cũng là lựa chọn tốt. Nhưng bây giờ lại phát hiện trong ba người bọn họ, hắn là kẻ có lai lịch nhỏ yếu nhất. Không giống như Trần Kỳ, người ta lập tức triệu hoán ra một lão tổ nguyên tố sư thập cấp, giúp hắn trấn áp nhân tố không thể khống chế được. Dù sao Tô Tiểu Bạch vẫn có cảm giác đỏ mắt ghen tị mình có được di tích truyền thừa nhưng bây giờ bản thân còn chưa đạt đến cấp bậc nguyên tố sư thất cấp không được vốn dĩ chưa thể mở ra truyền thừa nên chỉ có thể tìm đến một vài truyền lực lượng truyền thừa đã quá độ khác còn di tích truyền thừa mà lý văn có được kia nói thật ra chính là một lựa chọn tốt tối thiểu nhất đối với tô tiểu bạch nếu như có thể lấy được đến tay thì đó cũng là một lựa chọn vô cùng tốt ít nhất trước khi hắn trở thành nguyên tố sư thất cấp cũng phải dựa vào nó không ít có thể sáng tạo nên rất nhiều thứ tiện lợi bản thân bởi vì những di tích này đối với trần kỳ và tiếu nghị mà nói thì đại khái là chẳng cần đến hai người bọn họ đều có tiền có thế có lẽ sẽ chướng mắt mấy thứ này đương nhiên đây cũng là những gì mà tô tiểu bạch nghĩ mà thôi nếu như thật sự phải giết chết tên lý văn này đến lúc đó cướp được di tích truyền thừa kia hắn vẫn phải hỏi dò hai người bọn họ thử xem hai người bọn họ có cần hay không nếu bọn họ không cần tất nhiên cuối cùng hắn mới có thể nhận lấy. Nhưng hắn cảm thấy có lẽ Trần Kỳ sẽ không cần, lão tổ nguyên tố sư thập cấp đã trưng trước mặt rồi, còn thèm lực lượng truyền thừa gì khác hay sao? Có một lão tổ thôi đủ để hắn ăn cả đời rồi. Nếu hắn có thể đạt đến cấp bậc nguyên tố sư thập cấp, vậy cũng có nghĩa hắn đã là tồn tại trên đỉnh thế giới này, vốn dĩ không thèm muốn gì di tích truyền thừa của người khác nữa. Nhưng hắn sẽ không như thế, bây giờ hắn chỉ nhờ vào một chút thiên phú của bản thân có thể có được chút cơ duyên với huyền nguyệt tông, tăng cường thực lực của bản thân. Hắn không có biện pháp nào khác có thể kéo giãn khoảng cách trên lệch giữa mình và những người đồng lứa. Nếu nói chiến đấu đồng cấp, hắn là người nổi bật, nhưng một khi chiến đấu vượt cấp thì hắn không phải là người nổi bật nữa. Dù sao trước đây, khi Tô Tiểu Bạch đối chiến với Lý Văn đã nhận ra nếu mình có cách để gia tăng thực lực để chiến đấu vượt cấp, thì người ta vẫn dùng biện pháp thường dùng, thậm chí bản thân còn hơi đánh không lại người ta sự chênh lệch và sự chua sót đó cũng chỉ có Tô Tiểu Bạch tự nếm trải. Vì vậy đối với Tô Tiểu Bạch, có thể có được một truyền thừa hoàng mỹ, dùng để quá độ là chuyện không thể tốt hơn được nữa. Dù sao hắn cũng không còn cách nào để khiến lão đầu kia sớm ngày mở truyền thừa di tích ra cho mình. Trước đây Tô Tiểu Bạch không phải chưa từng nghĩ đến chuyện này, nhưng sau khi hỏi thăm mới biết được rằng nếu hắn mở di tích trước thời hạn thì đó chỉ là gánh nặng đối với bản thân mà thôi mà trong lúc tô tiểu bạch còn đang suy tư thì bên phía huyết ngọc quang và lý văn hoàn toàn không nói năng gì thêm nữa hai người họ dương cung bạc kiếm tích góp khí thế trên người chuẩn bị bắt đầu động thủ nhờ triệu hoán lực lượng minh nguyệt nên lúc này toàn thân huyết ngọc quang trông có vẻ vô cùng u ám trông cứ như lệ quỷ đến từ địa ngục thực lực vô cùng mạnh mẽ vả lại vốn dĩ huyết ngọc quang và lực lượng minh nguyệt vô cùng phù hợp với nhau nên lực lượng của hắn lại càng phát huy vượt bậc cũng chính là thực lực của một nguyên tố sư tứ cấp. Nhưng Tô Tiểu Bạch biết, tên Lý Văn kia tuyệt đối không phải là quả hồng mềm. Dù có là lực lượng minh nguyệt cũng không xứng để hắn dùng đến thủ đoạn chân chính, chỉ cần thao tác đơn giản chút thôi đã có thể đuổi kịp huyết ngọc quan rồi. Nhưng đây cũng là lần đầu tiên Lý Văn được nhìn thấy lực lượng minh nguyệt, không ngờ rằng tên huyết ngọc quan này vậy mà lại triệu hoán ra lực lượng minh nguyệt, bởi vì trước đây chưa từng nhìn thấy tên này sử dụng đến lực lượng minh nguyệt mặc dù lý văn cũng chẳng lo lắng gì mấy nhưng vẫn phải thận trọng hơn chút chẳng qua vì muốn ép hắn dùng đến thủ đoạn mạnh nhất vậy đúng là nghĩ nhiều quá rồi vốn dĩ huyết ngọc quang không thể là đối thủ của hắn thủ đoạn bậc đó phải để dành đối phó với tô tiểu bạch còn tô tiểu bạch thì cũng đang nhìn sang lý văn mong là đòn tấn công của huyết ngọc quang có thể ép lý văn dùng đến chút tuyệt chiêu như vậy tô tiểu bạch cũng sẽ có phấn khích nhất định thật ra cũng không thể nói là phấn khích Tô Tiểu Bạch vốn không quá quan tâm về việc tên này có thể thắng được mình. Chẳng qua muốn nhìn thứ trước xem tên này có chiêu thức gì, đến lúc xuất thủ cũng biết đường mà đỡ, biết người biết ta trăm trận trăm thắng, đây là đạo lý nhà binh mà mọi người đều biết. Khi lực lượng minh nguyệt mà huyết ngọc quan triệu hoán ra lưu chuyển trên người hắn, dường như có cửu thiên lôi đình dội xuống đại địa, trong nháy mắt đã có vô số lực lượng minh nguyệt vần quanh người hắn. Còn ánh trăng kia thì đã không còn thanh tịnh nữa, trái lại nó còn mang đến cảm giác âm u lạnh lẽo cứ như thể bị nhiễm phải hơi thở của ác ma khí tức trên người huyết ngọc quang bắt đầu trở nên u ám cứ như một kẻ đang bước gần đến cái chết vậy tô tiểu bạch cao mày lực lượng minh nguyệt này nào phải lực lượng phàm tục vậy mà lại có được lực lượng dồi dào đến thế đúng là khiến mình không ngờ đến sau khi tô tiểu bạch nói xong câu đó tên huyết ngọc quang không thèm để ý đến hắn nữa chỉ thấy trên bầu trời đột nhiên hiện ra một minh nguyệt ánh trăng vừa chiếu rọi lại vừa quấy nhiễu hắn. Khí thế cực kỳ mãnh liệt. Trong nháy mắt toàn thân đã bay lên cao, trở nên tràn đầy mạnh mẽ, vậy mà lại muốn dùng tay không để đánh với tên Lý Văn kia. Lý Văn nở nụ cười dễ cợt, ta còn không biết ngươi bao nhiêu cân lượng hay sao. Người còn chẳng cầm theo bất cứ một món vũ khí nào mà lại đến đây chiến đấu với ta sao. Ta thấy ngươi đúng là mơ tưởng hảo huyền, thật sự cho rằng thực lực bản thân mạnh được bao nhiêu cơ chứ, chuẩn bị chịu chết đi lý văn hét to thành tiếng sau đó trong tay đột nhiên hiện ra hai thanh đồ long đao hai con phi long còn vờn xuống bên cạnh hắn vọt thẳng về phía huyết ngọc quang nhưng tên huyết ngọc quang kia nào phải kẻ ngu ngốc lực lượng minh nguyệt vờn quanh cơ thể sau khi tăng lên trong nháy mắt huyết ngọc quang trông cứ như nguyệt thần hạ phàm uy thế cường đại tô tiểu bạch cũng phải hơi nhíu mày hắn thật sự không ngờ rằng tên huyết ngọc quang này cũng có thể lớn mạnh đến nhường này thực lực lớn mạnh, đúng là vô cùng lớn mạnh. Đến tận bây giờ hắn vẫn chưa từng nghĩ rằng lực lượng minh nguyệt của huyết ngọc quan vậy mà lại có lực lượng cường thịnh mạnh mẽ đến thế. Lực lượng minh nguyệt này đúng là cường thịnh vô cùng, mọi người có mặt ở đây đều trở nên khiếp sợ. Huyết ngọc quan có thêm lực lượng minh nguyệt trong người, sắc mặt tái trắng không có một chút màu máu nào, vô cùng u ám, cứ như bị yêu ma bám lên người, trông vô cùng đáng sợ. Mà trên bầu trời cũng đã xuất hiện âm lôi dày đặc, Bầu không khí bỗng nhiên hạ nhiệt đột ngột. Tô Tiểu Bạch chỉ cả thấy sau lưng lạnh toát, lập tức hướng ánh mắt kinh ngạc nhìn về phía huyết Ngọc Quang. Được đấy, huyết Ngọc Quang, không ngờ là bản lĩnh của ngươi cũng khá đấy. Trần Kỳ cũng kinh ngạc nhìn sang. Về phần Tô Tiểu Bạch thì hắn cũng không cảm thấy lực lượng minh nguyệt này có thể tạo thành tổn thương gì cho Lý Văn cả. Hai con phi long mà Lý Văn Triệu Hoáng đang liên tục vờn quanh, xoay tròn rồi bất ngờ tạo thành một cái vòi rồng khổng lồ ngay sau khi trận pháp ngưng kết thành công trong nháy mắt có vô số tiểu long tiểu dao vọt ra từ trong trận pháp đó như thể cá vượt long môn nhào đến mãnh liệt chúng hướng thẳng về phía huyết ngọc quang đã biến thành cự nhân huyết ngọc quang sau khi biến thành cự nhân vẫn luôn đứng lơ lửng giữa trời bị trận pháp giao long kia vây lấy hắn biến sắc nổi giận thét lên thành tiếng chỉ với trận pháp nho nhỏ này của ngươi mà cũng dám giam giữ ta hay sao huyết ngọc quang ngươi thật sự cho rằng ta ngớ ngẩn ư Hai luồng khí tức vô cùng lớn mạnh từ hai người bọn họ, một người có lực lượng minh nguyệt, một người thì sở hữu truyền thừa. Bất kể là ai trong hai người cũng đều mạnh mẽ không thể nào tưởng tượng nổi. Đám đông người có mặt đều không rõ hai tên này còn có ác chủ bài nào khác. Thủ đoạn mà hai người bọn họ dùng đến đúng là rất đẹp mắt. Không một người nào ở đây không cảm thấy cuộc chiến này cảnh đẹp ý vui. Coi như ngươi muốn giết ta, vậy đó chẳng phải chuyện dễ dàng gì đâu. Huyết Ngọc Quang ta đây. Nói thế nào cũng là tồn tại vô cùng mạnh, ngươi cảm thấy khắp thiên hạ này được mấy nguyên tố sư có thể cảm ngộ lực lượng minh nguyệt. Nhục thể cường hãn, lực lượng nguyên tố rất cường hãn, ta chỉ cần chậm chậm phát triển thôi, ta tuyệt đối là đệ tử mạnh nhất tông môn, đám người các ngươi vốn không phải là đối thủ của ta, một đám ô hợp mà thôi. Hắn vừa nói làn sương mù màu đen trên người hắn vừa liên tục phun trào, hai mắt đỏ ngầu cứ như lệ quỷ trồi lên từ địa ngục, trên người hiện đầy hắc quang còn thân thể đã trở nên cao lớn của hắn, cơ bắp nổi lên trong nháy mắt, từng đường cong cơ bắp hiện rõ mồn một. Tất cả mọi người có mặt ở đây đều cảm thấy rung động lòng người, đến cả Tô Tiểu Bạch cũng hơi ngây người. Tô Tiểu Bạch chậm rãi mở miệng nói, tố chất cơ thể của tên huyết ngọc quan này đúng là rất cường hãn. Gặp phải mấy tên thích khách hay chiến sĩ đánh cận chiến gì đó, đều sẽ dễ dàng bị người khác giết chết ngay tắp lự. Nhưng nếu hắn thật sự có được lực lượng như thế, có thể triệu hoán lực lượng minh nguyệt tăng thực lực của thân thể bản thân lên, vậy chứng tỏ lực lượng của tên đó tuyệt đối không kém. Cô Tiểu Bạch khá tò mò đối với lực lượng của tên Huyết Ngọc Quang này, muốn lấy được, đến lúc đó hắn phải xem cho kỹ rốt cuộc là như thế nào. Chẳng qua bây giờ không phải lúc, ngay lúc này Huyết Ngọc Quang và Lý Văn đang đánh nhau tưng bừng, nếu hắn còn trắng một chân, rất có thể sẽ chọc giận tên Huyết Ngọc Quang nọ. Và lại còn bị tên Lý Văn đối phó với mình nói thật ra cũng có hơi lợi bất cập hại. Nên tốt nhất hắn vẫn nên quan sát tình huống hiện giờ, còn chuyện kia thì nói sau. Trần Kỳ và Tiếu Nghị cũng hơi cau mày, gã huyết ngọc quan này đúng là không tầm thường, tên huyết ngọc quan này đúng là đã vượt qua khỏi sự tưởng tượng của bọn họ. Quả nhiên, dù là bất kỳ kẻ nào cũng không thể xem thường, lực lượng trong tay bọn họ và thực lực của từng người một đều là thứ có nghĩ cũng không thấu được. Còn bọn họ thì đã ngây người ở chỗ này quá lâu rồi, ai cũng biết là huyền nguyệt tông đã bắt đầu điều động đội tra xét tiến hành thăm dò nếu đúng thật không còn một ai sống sót như vậy bọn họ cũng sẽ bị xếp vào danh sách bị sát hại như thế đã nói lên rằng sau này bọn họ sẽ bị xóa tên khỏi huyền nguyệt tông mà tô tiểu bạch cũng hiểu rõ điều này thoáng nhìn về phía liễu kiến ngươi lên đường quay về trước đi đến lúc đó nếu gặp được đội tra xét của huyền nguyệt tông thì ngươi nói cho bọn họ biết chúng ta ở ngay phía sau không cần đi tìm chẳng qua chỉ gặp phải chút phiền phức nho nhỏ nên tạm thời không thể quay về. Nếu không, lỡ bị bọn họ biết chúng ta tiến hành đối kháng ở nơi này, không biết chừng bọn họ sẽ làm loạn tới cỡ nào nữa. Những lời mà Tô Tiểu Bạch nói ra cũng đã suy nghĩ trước sau kỹ càng rồi. Bởi vì ai biết được tên Lý Văn kia cụ thể có bối cảnh ra sao, lỡ như nhân cơ hội này hốt gọn một mẻ đám người Tô Tiểu Bạch, hoặc là dùng trận pháp có thể lưu lại hình ảnh để hãm hại mấy người bọn họ như vậy mấy người bọn họ tuyệt nhiên không trốn nổi huyền nguyệt tông. Tô Tiểu Bạch nhíu mày, ngươi đi trước đi, chuyện này tuyệt đối không hề đơn giản. Tên Lý Văn và Huyết Ngọc Quang kia, ta nghi ngờ hai người bọn họ cố tình kéo dài thời gian. Chúng ta đồng loạt ra tay, ba người chúng ta tốt chiến tốt thắng, giải quyết bọn họ, nhanh chóng trở về tông môn. Chúng ta nên quay về huyền nguyệt tông rồi, nếu không đến lúc đó tông môn sẽ nghi ngờ động cơ của chúng ta. Sau khi Tô Tiểu Bạch nói xong, tiếu nghị và trần kỳ cũng khẽ gật đầu còn người thủ hộ nguyên tố bên cạnh trần kỳ cũng đột nhiên hiện ra lần nữa trông có vẻ hơi yếu hơn trước đó một chút rõ ràng có thể thấy được trần kỳ có thể triệu hoán ra lão tổ người thủ hộ nguyên tố tất nhiên cũng sẽ hao phí không ít lực lượng tỷ lệ rất lớn cũng sẽ gây hao tổn cả bản nguyên dù sao hắn cũng chỉ là một nguyên tố sư nhị cấp nho nhỏ còn hắn lại là lão tổ là nguyên tố sư thập cấp mượn nhờ người thủ hộ nguyên tố của hắn giáng lâm xuống nơi này có thể nói là đã bỏ ra cái giá cực kỳ lớn nhưng tô tiểu bạch có hơi khó hiểu thật ra trước đó trần kỳ hoàn toàn không cần phải gọi lão tổ của hắn giáng lâm xuống nơi này thủ đoạn của liễu kiến không đến mức không thể chống đỡ được có thể gọi tô tiểu bạch và tiếu nghị hỗ trợ dù sai thực lực chiến đấu của hai người họ cũng không tầm thường nhưng lúc này hắn nghĩ lại thì không hiểu nổi tại sao trần kỳ lại chọn biện pháp cấp tiến như thế chẳng qua bây giờ có nghĩ nhiều như thế cũng chẳng có tác dụng gì nghĩ vậy tô tiểu bạch lại đánh mắt nhìn sang lý văn và huyết ngọc quang hai người bọn họ nhìn có vẻ như đang đánh nhau cực kỳ kịch liệt nhưng tô tiểu bạch cũng đã phát hiện ra hai người này rõ ràng đang cố tình kéo dài thời gian không hề ra tay độc ác chẳng qua mặt ngoài cuộc chiến giữa hai người họ trông khá kịch liệt mà thôi khiến người ta cảm thấy vô cùng rung động nhưng trên thực tế thì hai người họ chẳng ai thương tổn gì đến ai cả hay lắm diễn xuất của hai tên này phải nói là cấp ảnh đế luôn đấy đương nhiên là tiếu nghị cũng rất rõ hắn thở dài một cái đầy bất lực rồi lắc đầu nói ra câu đó tô tiểu bạch cũng rất đồng ý không sai nếu hai người họ đang diễn tập vậy rồi vậy thì chúng ta phải làm bọn họ không còn cách nào để sống sót nữa luôn cùng tiêu diệt bọn họ đi khiến bọn họ mất vốn sống luôn đến lúc đó chúng ta sẽ quay trở về huyền nguyệt tông nếu không bị đội truy bắt của tông môn nhìn thấy chúng ta đấu đá với những tên này khó tránh sẽ gây ra một vài điều rắc rối trần kỳ vẫy tay với vẻ chẳng thèm để tâm những tình huống thế này thì có gì phải sợ đâu chứ những tên này thực lực cũng không mạnh đến đâu đâu nhưng mà bọn chúng vẫn còn phải ở huyền nguyệt tông một thời gian nữa bây giờ mà lật mặt với huyền nguyệt tông thì cũng không được tốt lắm vẫn là nên đánh nhanh thắng nhanh thì hơn nói xong người thủ hộ nguyên tố đằng sau hắn đột nhiên hợp thể với hắn. Cơ thể hắn được bao quanh bởi lớp giáp màu vàng kim, cứ như vừa triệu hồi được hung thú viễn cổ vậy. Hắn đứng đó, cứ như một vị chiến thần bất bại đầu đội trời chân đạp đất vậy. Còn về huyết ngọc quan bị lực lượng minh nguyệt nhập vào thì... Tô Tiểu Bạch cười, nếu thực lực của mọi người đã giỏi như vậy, vậy thì ta cũng không giấu giếm nữa đâu. Ma Pháp Long Ngữ mà Tô Tiểu Bạch sử dụng lúc trước chỉ là một vài thổ tức thôi, thực lực của long tức và cả xác suất nó làm ảnh hưởng đến tính mạng khá thấp chủ yếu là vì khả năng gây hại đến tính mạng khá thấp ma pháp long ngữ quá chậm nên người khác dễ tránh được tình hình lúc này hắn cũng hiểu rõ phải tốt chiến tốt thắng cho dù phải sử dụng thủ đoạn mạnh nói rồi hắn lẩm bẩm nói tô tiểu bạch này bị nguyên tố phong ở giữa đất trời đẩy lên cao xung quanh có nguyên tố phong vây quanh âm thanh ù ù liên tục đó vang cả đất trời Hai ngươi vẫn đang diễn kịch cho ta xem đấy à, tưởng kéo dài thời gian đến khi đội truy bắt của huyền Nguyệt Tông đến thì các ngươi có thể sống sót mà rời khỏi đây sao? Đúng là mơ mộng hảo huyền, ta nói cho các ngươi biết, hai ngươi hôm nay đều phải chết tại đây. Không có một ai có thể trốn đi được đâu. Tô Tiểu Bạch hừ nhẹ một tiếng, sau đó nguyên tố phong dưới chân hắn đã hóa thành hình, biến thành một con rồng khổng lồ, khí tức trên người nó mạnh hơn lúc trước vài phần hơn nữa hai mắt của hai con rồng đều tràn đầy khí chất cứ như có linh tính vậy những người đang nhìn con rồng khổng lồ cũng cảm nhận được sự ngỡ ngàng từ sâu trong tâm hồn đây chính là sự áp chế về mặt chủng loài long tộc sinh ra đã cường thịnh hơn loài người vậy nên sự áp chế về mặt huyết mạch như vậy là điều mà không một ai tránh được cả đương nhiên trong loài người cũng có một vài chủng tộc mạnh mẽ thế nhưng những chủng tộc như vậy cũng sẽ không xuất hiện ở đại lục đâu ít nhất là tô tiểu bạch chưa nhìn thấy trong huyền nguyệt tông bao giờ nếu tô tiểu bạch nhận được truyền thừa từ di tích của mình vậy thì hắn sẽ có cách để tẩy và luyện huyết mạch đến khi đó lực lượng của sinh mệnh hắn cũng sẽ có sự biến đổi lực lượng huyết mạch trong người cũng sẽ mạnh mẽ hơn đến khi đó hắn sẽ không còn yếu thế khi gặp rồng thật nữa nhưng mà những điều này đều là chuyện sau khi hắn trở thành nguyên tố sư thất cấp bây giờ điều quan trọng là phải lấy được truyền thừa của lý văn về tay như vậy thì lực lực của hắn mới có thể tiến bộ thêm được nếu không thì với sự tích lũy và căn cơ của hắn bây giờ trong huyền nguyệt tông chẳng giúp hắn đi được bao xa cả tiếu nghị đang nghe truyện trên tv audio cv cũng đi ngay theo sau trong tay hắn tự dưng có một thanh kiếm mang ánh sáng vàng kim trông cứ như hai con cá mực bơi ở bên cạnh vậy mục tiêu là bay đến thẳng lý văn và huyết ngọc quang đang ở trên không trung mặt lý văn và huyết ngọc quang biến sắc sắc mặt của họ trông khó coi hơn nhìn bọn tô tiểu bạch như chuẩn bị ra chiêu lớn họ cười thẩy một tiếng sau khi nói những lời đó được nói ra trần kỳ lập tức thấy không phục hắn cười khinh ban nãy lão tổ của ta chưa ra tay với ngươi thôi nếu không thì bây giờ người chết đang nằm trên đất đó chính là ngươi đó chứ còn ở đó mà nói những lời này với ta còn về huyết ngọc quang sau khi nghe trần kỳ nói những lời như vậy hắn cũng cười thẩy một cái dựa dẫm vào sự bảo vệ của gia tộc ngươi còn đi được bao lâu nữa Ngươi mà cũng dám nói những lời đó, không thấy nực cười sao. Sau khi nói những lời đó, Trần Kỳ cũng thấy hơi bất lực. Nhưng mà hắn biết mình không thể nói gì cả. Bởi vì đây đúng là sự thật. Nếu hắn không triệu hồi người thủ hộ nguyên tố của lão tổ thì khả năng cao là không đánh lại được bảo đao bản thể đó của liễu kiến. Thanh bảo đao đó đúng là mạnh mẽ vô cùng. Tuy rằng trong tay lão tổ hắn, đó chỉ là một món đồ chơi thôi, búng nhẹ một cái là có thể phá vỡ hư không, khiến nó biến bất tâm thế nhưng đối với hắn mà nói đó là một thủ đoạn mạnh ít nhất thì là với nguyên tố sư nhị cấp như hắn hắn không còn cách nào để cố gắng thanh bảo đao đó cả lực lượng của bản thể hơn nữa huyết đao đó có sát khí rất mạnh một khi thực sự bị đánh trúng thì nó sẽ khiến ý chí chiến đấu của trần kỳ biến mất ngay lập tức cứ như một đứa trẻ ba tuổi vậy bị đánh bại ngay lập tức đó căn bản không phải là đối thủ về lực lượng của bảo đao. Vậy nên hắn mới bất đắc dĩ, phải triệu hồi người thủ hộ nguyên tố của lão tổ để giúp mình. Mà sau hành động đó, hắn cũng đã hiểu ra. Ai trong những người này cũng đều có những thủ đoạn phi phàm, chỉ là họ đều giấu giếm đi thôi. Đó đều là những thủ đoạn khiến họ có thể thả con săn sắt bắt con cá rô. Đặc biệt là khi nhìn về phía Tô Tiểu Bạch, Tô Tiểu Bạch chỉ cần đến bừa một chỗ là có thể tìm thấy truyền thừa của di tích. Ví dụ như bây giờ, hắn có ma pháp long ngữ, tất cả mọi người ở đây, không một ai có cả. Hơn nữa hắn còn liên quan đến một con rồng viễn cổ ngủ sâu ở vùng đất cực hàng nữa. Điều này chứng tỏ căn cơ của Tô Tiểu Bạch cực kỳ thâm hậu, bất cứ một ai ở đây cũng đều có thế lực, có bối cảnh không nhỏ. Ít nhất là theo hắn thấy, hắn cứ tưởng mình có thể hoành hành vì có một tổ tông là nguyên tố sư thập cấp, có thể hoành hành ở bất cứ một đại lục nào, thế nhưng bây giờ hắn đang gặp phải liễu kiến hắn thực sự không ngờ rằng mình lại thất bại trước một đệ tử huyền nguyệt tông nhỏ bé thực lực của liễu kiến thực sự rất mạnh hắn có thể triệu hồi bản thể của bảo đao huyết đao đó là thứ mạnh mẽ vô cùng đấy nếu không phải do lão tổ của hắn búng tay một cái đưa bảo đao đó đi vậy thì sợ là hắn sẽ không đối phó lại được mất đến khi đó có khi liễu kiến sẽ mất mạng ở đây luôn mất lúc trước hắn chưa bao giờ triệu hồi lão tổ cả đó là vì hắn thấy trần kỳ và tiếu nghị cũng khá đáng gờm tạm thời không cần hắn ra tay mạnh lắm thế nhưng chỉ sau một trận chiến thôi hắn phát hiện ra tô tiểu bạch và tiếu nghị đúng là có thực lực mạnh thế nhưng bọn họ cũng rõ lúc nào nên ra tay lúc nào không nên ra tay đặc biệt là vì hắn không nói từ trước nên đương nhiên là những người khác sẽ bỏ lỡ mất thời cơ tốt nhất rồi thực ra lúc trước hắn không định gọi người thủ hộ nguyên tố của lão tổ mình đến giúp mình hắn cũng muốn nhờ bọn tổ tiểu bạch giúp đỡ để có thể tránh khỏi sự tấn công của thanh bảo đao tuy bảo đao của liễu kiến hết sức hùng mạnh nhưng liễu kiến triệu hoán lực lượng của bảo đao đó cũng kiệt quệ giá phải trả không nhỏ tuyệt đối không còn lực lượng của đòn thứ hai song hắn cũng biết cẩn thận thì sẽ giữ được thuyền đến vạn năm bằng không tới khi thật sự xảy ra chuyện mới là khóc cũng không có chỗ để khóc đấy cô tiểu bạch đưa mắt nhìn sang trần kỳ và tiếu nghị hai người triệt để tiêu diệt huyết ngọc quan để ta đối phó lý văn đúng rồi, hỏi ra thủ đoạn có thể tăng cường lực lượng bản thân của hắn cho ta, ta còn có công dụng lớn, nếu bất kỳ nguyên tố nào có thủ đoạn như thế kia, căn bản không sợ tấn công cận thân của thích khách và chiến sĩ nữa. Ít ra cũng có thể kéo dài một ít thời gian để phóng thích ma pháp. Tô Tiểu Bạch nói vậy cũng không hề sai. Tất nhiên Trần Kỳ và Tiếu Nghị cũng biết quan hệ lợi và hại trong đó, chỉ gật đầu, điều này khiến huyết ngọc quan tức muốn chết, nhấn nhát bật cười ha ha, đột nhiên khí thế trên người cũng trở nên cuộn trào mãnh liệt. Muốn có được công pháp từ trong miệng huyết ngọc quan ta, các ngươi thật là người ngốc nói mê, ta nói cho các ngươi biết, chuyện này căn bản không thể nào đâu. Tô Tiểu Bạch hoàn toàn mặc kệ hắn, giao hắn cho Trần Kỳ và Tiếu Nghị, dù sao kẻ địch thật sự của huyết ngọc quan là hai người bọn họ, chứ không phải mình, mục đích của hắn là đối phó Lý Văn, thực lực của Lý Văn đúng là dũng mãnh nhưng cơ bản gần như hắn đã để lộ hết ác chủ bài rồi chỉ cần mình thêm ít sức nữa thì hoàn toàn có thể tiêu diệt tên này tuy nhiên thủ đoạn sấm chớp mới là lựa chọn tốt nhất nhanh chóng tiêu diệt tên đó ở nơi này tránh để đội tra xét của huyền nguyệt tông phát hiện không ổn sau khi lý văn nghe thấy tô tiểu bạch nói thế cũng lập tức ngạc nhiên một hồi mỉm cười nhìn trần kỳ và tiếu nghị các ngươi đúng là coi trọng huyết ngọc quan này lại phái hai người để đối phó hắn cũng không biết ngươi khinh thường bản thân ngươi hay là đã đánh giá cao về huyết ngọc quan lý văn tiếp tục mở miệng nói ngươi tưởng rằng ta thật sự sẽ sợ ngươi sao thực lực của ta tuyệt đối không phải dạng tầm thường nó cực kỳ dũng mãnh bất cứ người nào ở đây đều không mạnh mẽ bằng thực lực của ta lực lượng truyền thừa của ta là truyền thừa đỉnh cấp nhất trên thế giới này đó là thần chi truyền thừa sau khi hắn nói xong mọi người có mặt tại hiện trường đều biến đổi sắc mặt nhất là huyết ngọc quang trong ánh mắt của hắn tràn đầy ngạc nhiên nghi ngờ Hắn không ngờ Lý Văn lại có lực lượng truyền thừa như vậy, khó trách trước đây hắn vẫn luôn la hét ông sòng với bọn họ. Người ta có vốn này, hoàn toàn có thể ngự trị phía trên bọn họ, nhưng trong mắt Tô Tiểu Bạch và đám người Trần Kỳ thì khác hẳn, truyền thừa của Lý Văn, lấy ra ngoài chính là thơm phân phức, ai giết chết hắn thì có thể nhận được di tích trong miệng hắn. Thần chi truyền thừa tuyệt đối có thể thăng quan tiến chức vùng vụt, thần chi truyền thừa mệnh danh là lực lượng dũng mãnh hơn cả nguyên tố sư thập cấp, nhưng cũng vô cùng hiếm gặp trên toàn đại lục chỉ tồn tại trong truyền thuyết thôi thậm chí rất nhiều người đều không cảm thấy thật sự có lực lượng của thần tồn tại nguyên tố sư thập cấp đã là cấp bậc cao nhất mà loài người có thể chạm tới rồi cho nên trước đó trần kỳ mới cảm thấy mình có lão tổ nguyên tố sư thập cấp thì có thể ngang ngược hống hách trên đại lục nhưng giờ phút này sau khi nghe lý văn miêu tả như vậy mọi người có mặt ở đó đều trợn tròn mắt hắn không ngờ lý văn lại có thần chi truyền thừa hơn nữa hắn còn nói ra một cách không hề kiên nể. Điều này có nghĩa là hắn rất tự tin, hoàn toàn có thể đối phó được bất kỳ người nào có mặt tại hiện trường, vì thế hắn mới nói ra lời nói như vậy. Tô Tiểu Bạch lạnh lùng hừ một tiếng, "Ngươi đúng là xem trọng bản thân rồi, ngươi cảm thấy ta sẽ tin vào cái gọi là thần chi truyền thừa mà ngươi nói sao? Có lẽ truyền thừa của ngươi cũng vô cùng dũng mãnh, nhưng tuyệt đối không thể đạt tới mức độ thần chi truyền thừa đâu." Vì Tô Tiểu Bạch biết rất rõ, truyền thừa của hắn mới là thần chi truyền thừa hơn nữa dựa vào giới thiệu của truyền thừa từ trong miệng của lão già tô tiểu bạch cũng biết một cách rõ ràng cường giả thành thần trên đại lục này không vượt quá con số của một bàn tay mà phần lớn những cường giả thành thần đều là đã phá vỡ hư không rời khỏi đại lục này không hề có để lại vết tích duy nhất truyền thừa mà hắn nhặt được còn sót lại ở thế giới này vì chủ nhân truyền thừa đã vẫn lạc khi phá vỡ hư không chịu phải một ít sự ảnh hưởng cho nên mới để lại thần chi truyền thừa này còn về việc nếu bên lý văn nói hắn có thần chi truyền thừa tô tiểu bạch cũng không hề tin hắn không tin rằng lý văn lại sở hữu được bối cảnh cực kỳ vững chắc như thần chi truyền thừa đừng nói đồ nữa ngươi tưởng bọn ta là đồ ngu sao ngươi có thần chi truyền thừa còn sẽ ở lại trong huyền nguyệt tông lâu tới như thế ư trần kỳ cũng bày tỏ tán thành với lời nói của tô tiểu bạch bởi hắn biết rõ mức độ dũng mãnh của lực lượng do nguyên tố sư truyền thừa mỗi nguyên tố sư thập cấp trong gia tộc bọn họ chính là thừa kế truyền thừa của gia chủ nhiệm kỳ trước nguyên tố sư thập cấp mới có thể đạt tới mức độ này người khác muốn sở hữu lực lượng như vậy nếu dựa vào bản thân tu luyện thì phải tu luyện đến không biết năm nào tháng nào chỉ người có truyền thừa này mới có thể tránh khỏi đi rất nhiều đường vòng thực lực đạt được trình độ dũng mãnh hơn còn về thần chi truyền thừa cho dù là thiên tài đỉnh cấp cũng phải cộng thêm có tiền nhân chỉ đường mới có thể đạt tới mức độ như thế nếu cậy nhờ lực lượng của chính mình để tu luyện hoặc tự cảm ngộ thì căn bản không thể nào đạt thành lực lượng dũng mãnh như vậy đâu thần chi truyền thừa không phải cải trắng trên đường tùy tiện thì có thể nhận được tô tiểu bạch có được thần chi truyền thừa còn là truyền thừa sau khi người ta vẫn lạc rồi mới nhận được lý văn nói hắn cũng nhận được thần chi truyền thừa đương nhiên tô tiểu bạch không tin hơn nữa hắn nghĩ tới một khả năng hắn đưa mắt nhìn sang lý văn không lẽ ngươi chịu phải mê hoặc của những ác quỷ ở thế giới khác cho nên mới sở hữu được lực lượng lớn mạnh như thế, bị ngươi lầm tưởng là thần chi truyền thừa, ta khuyên ngươi vẫn nên buông tay sớm, đừng nối liền quá mức tới tấp với yêu vật của dị giới, một khi mở ra thông đạo thời gian và hàng rào không gian. Tới khi bọn họ đi đến con đường lớn này, tuyệt đối sẽ chết hàng loạt người. Tô Tiểu Bạch nói tới đây, cũng vì hắn biết rõ có khả năng đó, hắn đã từng thấy án lệ như vậy trong một sách xưa của thần chi truyền thừa. Trước đây có người vì thực lực nhỏ yếu nên nối liền với yêu ma của thế giới khác, bởi vậy mới có thể đạt được mức độ như bây giờ, song những người này không một ai ngoại lệ sau khi từng trải một hồi huy hoàng. Tiếp theo bèn vẫn lạc một cách hết sức thảm thương. Vì bọn họ đã bị mấy yêu ma kia đoạt xá, chỉ cần sau khi bọn họ mở ra hàng rào của hai không gian thì những tên này sẽ hoàn toàn xâm chiếm thân thể của bọn họ, đến khi đó, linh trí cũng không hề tồn tại, không khác gì đồ khờ hoàn toàn chính là cổ máy chiến tranh, rất nhiều người đều bởi vì bọn chúng mà đã ngã xuống, mà năm xưa người trong thần chi truyền thừa phá vỡ hư không rời khỏi đại lục này, cùng với chủ nhân của thần chi truyền thừa mà Tô Tiểu Bạch kế thừa vẫn lạc, cũng xác suất lớn là bởi những thứ này. Tuy nhiên, mấy thứ này đều là đôi câu vài lời mà hắn thấy được trong một số tranh vẽ trên tường, chứ không rõ cụ thể là tình hình như thế nào, vì vậy hắn cũng biết rõ. Giờ phút này không phải tìm chứng cứ mấu chốt của những sự việc đó, thứ hắn cần là tiêu diệt thân thể của lý văn để hắn và yêu ma của thế giới khác không còn cách nào tiếp tục nối liền thật ra tô tiểu bạch vẫn khá ngạc nhiên vì phương pháp nối liền yêu ma của thế giới khác đã thất truyền từ rất lâu rồi nhưng không ngờ một nguyên tố sư nhị cấp như lý văn lại biết được hơn nữa cái gọi là thần chi truyền thừa của hắn tỷ lệ lớn là bởi mượn lực lượng của giới ác ma ở thế giới khác cho hắn sau đó mấy thứ kia muốn làm hao mòn hàng rào không gian giữa hai vị diện định sau này cậy nhờ thân thể của hắn giáng xuống thế giới này làm loạn nhân gian sau khi lý văn nghe tô tiểu bạch nói vậy lập tức lạnh lùng cười ta thấy ngươi cũng là không ăn được nho nên bảo nho chua đây rõ ràng là thần chi truyền thừa ngươi lại nói yêu ma thế giới khác gì đó ban tặng lực lượng cho ta ta thấy ngươi thật là đầy hồ dáng trong đầu không biết suy nghĩ thứ gì nữa hắn nói xong không nói thêm lời dư thừa trực tiếp một tay một chiêu lấy một đinh ba từ trong hư không ra tấn công thẳng sang phía tô tiểu bạch tô tiểu bạch lạnh lùng hừ một tiếng chính là đợi ngươi ra tay đấy thật sự cho rằng ta sợ ngươi sao đinh ba do lý văn triệu hoán đó trực tiếp tấn công về phía tô tiểu bạch ánh mắt của tô tiểu bạch khẽ động hắn không cất tiếng lực lượng bên cạnh cũng không ngừng ngưng tụ cự long dưới chân dần dần thành hình dáng có thể thấy được miếng vẫy trên đó một cách rõ rệt nguyên tố phong vô tận đều như có linh trí không ngừng ngưng tụ về phía cự long dưới chân tô tiểu bạch cự long vốn hít thở vô cùng chậm rãi đó cũng giống như đã được tăng nhanh tốc độ lao nhanh xông lên y hệt sấm sét trong tay lý văn đối diện đang cầm đinh ba khí thế trên người hết sức dữ dội lực lượng của nguyên tố thủy không ngừng tung trào tô tiểu bạch nhếch mày hắn không ngờ tên này lại còn kiểm soát được loài nguyên tố thứ ba điều này cũng khiến hắn bất ngờ phải biết rằng hắn tưởng tên này cũng chỉ nắm giữ lực lượng của hai nguyên tố biến chủng phong lôi thôi không ngờ giờ phút này lại có thêm cảm ngộ của nguyên tố thủy song hắn cảm nhận được, mặc dù Lý Văn có thể sử dụng cảm ngộ của nguyên tố thủy, nhưng cũng không thuần thục, trái lại không thạo lắm. Rất có thể là lực lượng do cái gọi là truyền thừa di tích mượn cho hắn, cho nên hắn mới có thể sử dụng như thế, vì vậy Tô Tiểu Bạch cũng không lo lắng đâu, hắn lạnh lùng cười một tiếng liếc nhìn lực lượng mà hắn triệu hoán. Ngươi cho rằng, chỉ dựa vào lực lượng nguyên tố thủy gà mờ này của ngươi thì có thể đứng trước bọn ta rồi sao? Ngươi tưởng ngươi cầm đinh ba thì chính là hải thần à? lý văn nghe xong câu này tức khắc trực tiếp tức quá hóa giận khí thế trên người hắn không ngừng sụp sôi ngự trị trên trời cao trong ánh mắt của hắn lộ ra sát ý đinh ba trong tay hắn chỉ thẳng vào tô tiểu bạch ngươi tưởng thực lực của ngươi mạnh hơn ta thủ đoạn cao hơn ta một ít thì có thể ngự trị trên mọi người rồi sao ngươi đừng quá hung hăng càng quấy phải biết rằng lý văn ta vẫn chưa dốc hết sức lực lượng nguyên tố thủy này vốn chỉ lấy ra để thử nghiệm ngươi thật sự cho rằng ta muốn cậy nhờ nguyên tố thủy trực tiếp giết chết ngươi sao nhưng mà nếu ngươi cảm thấy nguyên tố thủy ở đây cũng không cách nào ứng phó ta khuyên ngươi vẫn là đến từ đâu thì quay về đó đi nhanh chóng dẹp đường hồi phủ thế giới nguyên tố sư này cũng không thích hợp với ngươi không biết là nó mạnh hết đà hay là đúng sự thật nói giống như thật nhưng mà sau khi tô tiểu bạch nghe được câu này thì vẻ mặt cũng không thay đổi quá lớn rất có thể đại khái là tên này đang chọc giận mình sau đó nhân cơ hội tốt ra tay với mình, nhưng mà Tô Tiểu Bạch là người thế nào, đương nhiên có thể chịu được lời châm chọc của hắn. Lúc đó hắn chỉ lạnh lùng cười một tiếng, thủ đoạn của ngươi vẫn quá thấp kém, ta khuyên ngươi vẫn là đừng si tâm vọng tưởng. Sau khi Tô Tiểu Bạch dứt lời, nguyên tố phong còn lại bắt đầu tụ lại, tất cả trôi nổi trong trời đất hợp thành một thể, phong vân mãnh liệt nháy mắt hội tụ đến, hình thành rất nhiều cơn lốc. Chúng san sát giống như là cây cối che kín cả chân trời, không có một chỗ nào có thể trốn tránh mà tiếu nghị và trần kỳ cũng đã sớm rời khỏi trung tâm chiến đấu với huyết ngọc quan kia bọn họ biết thực lực của tô tiểu bạch và lý văn cũng không phải bọn họ có thể so sánh cho nên tận lực rời khỏi trung tâm chiến đấu này là phương án lựa chọn tránh bị ảnh hưởng tốt nhất nếu không đến lúc đó mấy người bọn họ cũng không ai có cách toàn thân rút lui một khi đám người tô tiểu bạch bắt đầu đánh kịch liệt rất có thể bản thân bọn họ bỏ mạng ở đây bởi vậy cũng phải sớm rời khỏi chỗ này cũng không ở lại đây. Phong Cự Long trên người Tô Tiểu Bạch không ngừng vung cái đuôi phong bạo khổng lồ, áp đảo trời đất, mà Lý Văn cũng không cam lòng yếu thế, đinh ba trong tay trực tiếp kết hợp lực lượng thiên địa, khí tức nguyên tố hải từ trong hư không tràn ra. Tô Tiểu Bạch càng thêm khẳng định, tên này nhất định là mượn lực lượng yêu ma của thế giới khác, bằng không làm sao có thể kết nối với lực lượng của hải thần, còn phá vỡ hư không, đương nhiên còn có một khả năng, đó chính là người này thật sự nắm giữ di tích thần nếu như vậy thì có thể nhờ lực lượng của những nguyên tô sư thành thần để đối địch nhưng mà tô tiểu bạch cũng không tin di tích truyền thừa của lý văn là truyền thừa của thần hắn chẳng qua là một đệ tử nho nhỏ của huyền nguyệt tông thôi cũng không nhiều chỗ thần kỳ lắm làm sao hắn có thể sở hữu truyền thừa như vậy chứ vậy người thành thần cũng không thể cho hắn cơ hội tốt như vậy huống hồ cả thế giới nhiều kiểu người có thể lựa chọn như vậy vốn dĩ không có khả năng sẽ đến lựa chọn hắn phải biết rằng người của Đại Lục Thiên Chi như đám người Trần Kỳ càng là thế lực thích hợp tiến hành truyền thừa lực lượng của thần hơn. Bởi vậy lúc này hắn cũng có thể phán đoán, tên này tuyệt đối là mượn lực lượng yêu ma của thế giới khác mà không phải cái gọi là truyền thừa của thần, nếu thật sự là truyền thừa của thần, hiện tại đám người Tô Tiểu Bạch đã sớm không còn sống nữa, cho dù là người thủ hộ nguyên tố tổ tiên của Trần Kỳ giáng xuống đây. Nhất định cũng không dao động được thủ đoạn của Lý Văn nhưng mà tô tiểu bạch có thể cảm nhận được lực lượng nguyên tố thủy này cho dù không đạt tới mức độ thành thục nhưng mà cũng không khác biệt quá nhiều với hai loại biến chủng nguyên tố khác cho dù không đạt tới mức đó cũng tám chín không tới mười bởi vậy có thể thấy được truyền thừa mà lý văn này lấy được cũng thật sự không bình thường mọi người có mặt không thể so sánh cho dù là sau này trần kỳ có truyền thừa của lão tổ tổ tông gia tộc cũng nhất định không thể sánh vai với tên này nhưng mà có phải tên này tích trữ những yêu ma thế giới khác trong tay rất lâu rồi. Dưới tình huống bình thường, nếu như bị người khác phát hiện bí mật của Lý Văn, bọn họ không thể cho Lý Văn cơ hội phát triển lên, bằng không đến lúc đó tuyệt đối sẽ kết xuất hậu quả xấu, tình huống như vậy lúc thượng cổ cũng đã xảy ra. Có vài người giả dối mượn lực lượng ác ma của thế giới khác, sau đó nhân cơ hội ở thời khắc mấu chốt chặt đứt liên hệ giữa bọn họ và ác ma, cuối cùng tước đoạt lực lượng của bọn họ, loại hành vi đê hèn này, cũng khiến rất nhiều yêu ma thế giới khác lúc lựa chọn môn đồ của mình cũng cực kỳ cẩn thận sợ không cẩn thận sẽ lật xe đến lúc đó ăn trộm gà không thành còn mất nắm gạo mà lý văn rất rõ ràng cũng không để ý việc này cho dù bản thân hắn chỉ có thể sử dụng lực lượng một lần tin rằng hắn cũng sẽ người trước ngã xuống người sau tiến lên đương nhiên còn có một nguyên nhân chính là tên này tuyệt đối là có suy tính của mình có lẽ cũng bị ác ma thế giới khác mê hoặc hiện tại đến mức không thể không tin bởi vì một khi mượn lực lượng nhiều rồi, nói rõ linh hồn của hắn cũng sẽ bị tổn thương, ác ma thế giới khác cũng sẽ thêm một phần dáng xuống trên người của bọn họ. Nhưng mà, loại tình huống này, đại khái đối với Lý Văn hắn mà nói cũng không có gì đáng để tỉnh ngộ, dù sao chỉ cần đám người tô tiểu bạch chết ở đây, vậy thì những cái này chỉ là mây khói qua lại mà thôi, còn sống mới có giá trị, người chết chỉ biết câm miệng. Dù sao người có thể giữ được bí mật, chỉ có người chết, mà không phải người sống, dường như nhìn ra tô tiểu bạch đang đánh giá lực lượng nguyên tố thủy mượn dùng trên người hắn lý văn lạnh lùng hừ một tiếng đinh ba trong tay không ngừng kết nối trời đất mà tiếp theo cũng chậm rãi mở miệng nói ngươi thật sự cho rằng ngươi này có thể đối phó được chúng ta thứ ta mượn đây là lực lượng của hải thần trong thượng giới cũng là tồn tại cực kỳ lớn mạnh nguyên tố sư nhị cấp như ngươi cho dù nắm giữ ma pháp long ngữ và hai loại lực lượng nguyên tố cũng không phải đối thủ của ta đừng thấy ta dùng không quen đây cũng là vì lần đầu tiên ta sử dụng, lần kế có thể ta chính là cường giả nắm giữ ba loại nguyên tố nguyên tố biến chủng phong lôi và nguyên tố thủy, ở cả đại lục chỉ sợ cũng không tìm ra được đến 10 người, thiên tài giống như ta. Tô Tiểu Bạch nhíu mày, nói thật, trong nguyên tố sư nhị cấp, người có thể đạt tới thành tựu như vậy, quả thật không có mấy. Tên này cũng tuyệt đối có thể kiêu ngạo, nhưng rõ ràng, thực lực tên này không phải tự bản thân tu luyện đi ra, xác suất cao nguyên tố phong đó có thể là bản thân hắn cảm ngộ được nhưng mà nguyên tô thủy này rõ ràng căn cơ không vững cho dù hiện tại dùng không có vấn đề nhưng mà sau này rất có thể sẽ chịu tổn hại trên mặt này nhưng mà những thứ này cũng là chuyện của bản thân tên kia tô tiểu bạch cũng không nói những tình huống này cho hắn ngươi hiện tại kiêu ngạo ta xem ngươi một lát có thể khóc không ra xin ta thả ngươi hay không sau khi tô tiểu bạch lạnh lùng cười cự cử long cửa dưới thân không vô nghĩa nữa cũng không chần chờ nữa, trực tiếp bay lên cao, vượt lên trên trời cao, xông về phía Lý Văn. Vô số gió xoáy giữa trời đất cũng giống như trăm con chim về tổ tấn công về phía Lý Văn, sắc mặt Lý Văn vừa động, một tay một chiêu, đinh ba trong tay chợt chui vào trong đất, nháy mắt, đất nứt ra vô số khe hở. Đúng lúc này, kết nối đinh ba lực lượng nguyên tố thủy của thế giới khác nháy mắt khởi động một lá chắn khổng lồ, ngăn cản công kích của Tô Tiểu Bạch bên ngoài, không cách nào tiến thêm một chút. Tô Tiểu Bạch nhíu mày, ánh mắt hơi kinh ngạc đánh giá trên người Lý Văn, bảo vệ hắn trong vòng bảo hộ. Vòng bảo hộ của ngươi cũng rất đặc biệt, thật sự không tầm thường, nhưng mà ngươi cho rằng ta là đồ ngốc sao, số lần sử dụng vòng bảo hộ cường độ cao này cũng có hạn, ta cũng không phải luôn nhìn chầm chầm của ngươi, tìm cơ hội ta có thể giải quyết ngươi triệt để. Sau khi Tô Tiểu Bạch dứt lời, trực tiếp tiến lại sát người, con rồng nguyên tố phong khổng lồ đó cũng rít gào trong trời đất, cũng chưa tiêu tán, rõ ràng, Tô Tiểu Bạch muốn tìm cơ hội cận chiến, sau đó cho tên này một kích, để hắn hoàn toàn diệt vong. Nguyên nhân Tô Tiểu Bạch dám cận chiến cũng rất đơn giản, bởi vì bản thân Tô Tiểu Bạch sở hữu lực lượng cự long, cho nên tố chất thân thể cao hơn người thường rất nhiều, cho nên hắn mới dám thử tiến hành cận chiến với tên này. Nếu như vậy mới có thể giành lấy cho Minh càng nhiều cơ hội, dù sao hắn biết rõ, thật ra thủ đoạn của Lý Văn rất nhiều, nếu bản thân không cẩn thận, có thể sẽ trúng bẫy của hắn, cho nên biện pháp tốt nhất chính là cận chiến, đây cũng chính là vì sao rất nhiều người ám sát nguyên tố sư, đều là một vài thích khách. Mà đây là tổ chức ám sát nguyên tố sư, chuỗi cung ứng cũng cực kỳ khổng lồ, trải rộng cả thế giới, tin tức nhân mạch có thể nói là tích lũy phồn vinh, hơn nữa có thủ đoạn giao thiệp đặc biệt, không cần chạy khắp nơi. Trên cơ bản mỗi lần hoàn thành một nhân vật, bọn họ có thể kiếm được tiền thù lao hậu hĩnh, đương nhiên tỷ lệ thất bại vô cùng cao, nếu thực lực đối phương cao hơn của ngươi, hoặc là đối phương có cơ hội bảo vệ lực lượng bản thân, chỉ cần để hắn nắm được cơ hội thống chế được ngươi, dùng ra lực lượng toàn thân của mình. Vậy thì ngươi tuyệt đối sẽ chết. Đương nhiên, đây là nhằm vào phần lớn nguyên tố sư, cho nên thích khách đỉnh cấp cũng cực kỳ hiếm thấy, trên cơ bản cũng sẽ không tùy tiện ra tay ở trước mặt mọi người. Mà Tô Tiểu Bạch có gan ra tay với Lý Văn, cũng là bởi vì hắn tin rằng Lý Văn cũng không được lực lượng cải tạo tố chất thân thể lớn mạnh tẩy rửa cho nên hắn mới dám đến đây kiêu ngạo chiến đấu cùng một chỗ với tên kia dù sao cho dù nói thế nào thực lực của lý văn coi như là cường giả đỉnh cấp trong nguyên tố sư nhị cấp hắn có thể nói là tồn tại lớn mạnh nhất cho dù tô tiểu bạch cũng có chút rơi xuống hạ phong dù sao cái tên bất cứ lúc nào cũng có thể mượn lực lượng ngoại lực cũng không phải hắn có thể tùy tiện giết chết cho nên giờ phút này chuyện hắn muốn làm chính là nhờ vào cận chiến tìm được cơ hội sau đó làm tên kia trọng thương lại ra tay diệt người kia. Đương nhiên, trong lòng Tô Tiểu Bạch nghĩ như vậy, Lý Văn đương nhiên cũng hiểu rõ, nhìn thấy Tô Tiểu Bạch rời khỏi Cự Long trực tiếp chạy về phía hắn, lúc đó sắc mặt thay đổi, đinh ba trong tay đột nhiên trôi nổi bên cạnh, gợn sóng không ngừng xoay tròn, bao quanh người hắn, dưới thân hắn hình thành một nước xoáy khổng lồ. Rất nhiều long quyển phong của Tô Tiểu Bạch công kích, chỉ là không có cách nào tiếp cận mỗi một tấc bên cạnh hắn, Lý Văn lạnh lùng cười một tiếng, sau khi nhìn về phía Tô Tiểu Bạch, chậm rãi mở miệng nói ngươi cho rằng chỉ dựa vào thực lực hiện tại của ngươi có thể tiêu diệt bọn ta sao ta khuyên ngươi vẫn đừng nghĩ nhiều biện pháp ngu xuẩn như cận chiến này cũng có thể nghĩ ra là một nguyên tố sư thủ đoạn cầu được ước thế nhất không phải là ma pháp sao ngược lại lựa chọn đến gần để tấn công ta cho dù lực lượng áo giáp ngươi sở hữu lực lượng rồng vậy thì sao ngươi cho rằng ta không có cách sở hữu lực lượng phòng hộ hay là lực lượng cận chiến sao sau khi Tô Tiểu Bạch nghe được lời này thì sắc mặt có chút biến hóa, hắn biết xác suất cao bản thân đã đánh giá thấp tên này, lúc muốn quay người đã không kịp nữa, khí tức trên người Lý Văn cũng không ngừng gia tăng trở nên mạnh mẽ, một tia hắc quang từ trong hư không bắn ra, trực tiếp truyền lên thân thể Lý Văn. Hình thành một mảnh áo giáp màu đen, mà Tô Tiểu Bạch bởi vì có lực lượng rồng, cho nên sau khi va chạm cùng một chỗ với Lý Văn, cũng không tổn thương quá lớn. Nhưng mà rõ ràng hắn có thể nhìn thấy Áo giáp do lực lượng rồng của mình hình thành, giờ phút này đã đầy vết rách, mà trên người Lý Văn đối diện, áo giáp hình thành từ lực lượng mượn của yêu ma thế giới khác, cũng không chút biến hóa, cho nên Tô Tiểu Bạch cũng có thể biết rõ, tên này tuyệt đối có bản lĩnh lớn mạnh. Nếu không, cũng sẽ không có lực lượng nguyên tố không tầm thường như vậy, u quan quẩn quanh bên người hắn, hơn nữa áo giáp màu đen đó tuyệt đối không tầm thường, hơn nữa Tô Tiểu Bạch cũng không ngờ, cái gọi là bộ tộc truyền thừa hải thần cho dù ở một thế giới khác một chủng tộc nổi danh nhất. Vương giả của chủng tộc bọn họ nghe nói có thể đạt đến cường giả cấp thành thần. Trước đó lúc tiến công cả thế giới, hắn chính là người đứng đầu hàng binh, cũng chính là tên đấu tranh anh dũng, giờ phút này không ngờ, bọn họ lại thẩm thấu lực lượng trong thế giới này, hơn nữa còn bồi dưỡng ra tay sai giống như Lý Văn, thật sự khiến cô tiểu Bạch cảm thấy có chút ghê tởm, nhưng mà hắn hiểu rõ. Người như vậy tuyệt đối không phải ít, ngược lại sẽ càng ngày càng nhiều bởi vì hướng tới lực lượng và quyền lực khiến cho mọi người đã buông bỏ bản tâm của mình bắt đầu trở nên không cách nào kiên định tín niệm của bản thân cho nên bọn họ mới có thể vào lúc này từng người lựa chọn mượn lực lượng của yêu ma thế giới khác sau đó để tăng cường bản thân nhưng bọn họ không biết chuyện như vậy cuối cùng sẽ hại bọn họ nhưng mà tô tiểu bạch cũng có thể hiểu khi bọn họ không có con đường sống lựa chọn mượn dùng lực lượng yêu ma thế giới khác là lựa chọn và lối ra tốt nhất bằng không cuối cùng cả đời này cũng chẳng qua là một nguyên tố sư cấp thấp đến cuối đời không có bất kỳ danh tiếng tuy rằng tô tiểu bạch hiểu nhưng mà hắn không cho phép người như vậy tồn tại đây chính là một loại uy hiếp của toàn thế giới bởi vì bọn họ tồn tại sẽ khiến phần lớn người chịu thương tổn mà những người dân bình thường mới là người vô tội nhất cho nên tô tiểu bạch hận thấu những tên mượn dùng lực lượng của thế giới khác tô tiểu bạch lạnh lùng hừ nhìn về phía lý văn ngươi cho rằng ngươi mượn dùng lực lượng yêu ma thế giới khác thì có thể chống lại ta sao tuy rằng lực phòng ngự của áo giáp kia thật sự không tệ nhưng mà ta hiểu rõ toàn bộ lực lượng mà ngươi mượn dùng đều là một lần sử dụng hết sẽ không có cơ hội dùng lại ngươi cảm thấy ta sẽ cho ngươi lợi dụng cơ hội này nữa sau khi lời vừa dứt lý văn lúc này biến sắc hắn thật không ngờ tô tiểu bạch lại nhìn thấu đáo như vậy trực tiếp nhìn ra sự thiếu sót của hắn quả thật lực lượng của hắn tuy rằng cực kỳ mạnh mẽ nhưng mà chung quy là lực lượng mà người khác cho mượn một lần chỉ cần trong thời hạn hắn quy định không phát huy tác dụng của lực lượng đã mượn ra vậy thì cũng chính là nói hắn muốn mượn lực lượng nữa vậy thì cực kỳ khó khăn dù sao hắn chẳng qua là một nguyên tố sư nhị thấp mà thôi lần này hắn vì mượn lực lượng lớn mạnh đã đồng ý một vài điều kiện quá đáng của bên kia vì có thể đánh chết tô tiểu bạch sau đó lấy được truyền thừa trên người hắn nhưng mà không nghĩ tới chính là vậy mà tô tiểu bạch nhìn thấu chi tiết của hắn muốn kéo dài thời gian với hắn sau đó giết ngược lại hắn lý văn lạnh lùng cười một tiếng được lắm được lắm tô tiểu bạch cũng là ngươi ác quả thật thủ đoạn của thằng nhóc ngươi không ít nhưng mà ngươi thật sự cho rằng dựa vào thủ đoạn như vậy có thể giết ta sao cho dù lực lượng của ta là một lần vậy thì sao ta hoàn toàn có thể nhờ vào trước khoảng thời gian chống lực lượng này giết ngươi ở đây nói xong nhìn về phía huyết ngọc quan cách đó không xa đám người bọn họ đối phó huyết ngọc quang tuy rằng nói luôn đè đánh huyết ngọc quang nhưng mà bởi vì hắn mượn lực lượng minh nguyệt có thể tăng cường tính đề kháng của thân thể công kích ma pháp của trần kỳ và tiếu nghị dừng trên người hắn cũng bị triệt tiêu hơn phân nữa cho nên chỉ có thể là không ngừng đánh chiến đấu du kích và chiến đấu tiêu hao nhưng mà huyết ngọc quang cũng là một người thông minh nơi không ngừng mượn tránh gặp phải phạm vi công kích của đám người tô tiểu bạch cho nên đến giờ cũng không bị đánh bại mà huyết ngọc quang không bị đám người trần kỳ giết chết vậy có thể chứng minh còn có cơ hội quay đầu để liên hợp với lý văn sau đó đến đối phó bọn họ vì vậy tô tiểu bạch cho hai người trần kỳ và tiếu nghị một ánh mắt ý bảo hai người bọn họ tốc chiến tốc thắng sau đó quay đầu đến diệt lý văn với hắn bằng không đến lúc đó để bọn họ liên hợp cùng một chỗ ai biết sẽ xảy ra biến số như thế nào hơn nữa tin tức xấu duy nhất chính là đội tra xét của huyền nguyệt tông đã sắp đến rồi nếu bọn họ không nhanh chóng giải quyết chuyện bên này nữa lỡ như bị phát hiện đến lúc đó đám người tô tiểu bạch không ai gánh nổi ngay lúc đám người tô tiểu bạch và trần kỳ tiểu vũ bàn bạc liễu kiến trước đó đã sớm rời đi đột nhiên từ trên cao bay xuống tốc độ cực nhanh mỗi một người tập nguyên tố phong có một đặc điểm đó chính là có năng lực hành động cực kỳ lớn mạnh cả người hắn có vẻ như thở không ra hơi thở hổn hển nhìn trần kỳ thiếu chủ người của đội tra xét của huyền Nguyệt Tông đến rồi. Nói xong nhìn Lý Văn và Huyết Ngọc Quang đối diện bọn họ. Trần Kỳ nhíu mày, đội tra xét đến thì đến chứ, ngươi hoảng cái gì? Không phải nói rõ với ngươi, kêu ngươi đi dẫn bọn họ rời đi một chút sao? Liễu Kiến có chút bất đắc dĩ thở dài, sốt ruột đều sắp dậm chân. Không phải, không chỉ là người của đội tra xét huyền Nguyệt Tông, mà còn có một vài trưởng lão của Lý Gia. Vừa nghe lời này, Tô Tiểu Bạch biến sắc, Giỏi lắm, Lý Văn vậy mà đã sớm thông báo cho tộc nhân trong tộc bọn họ qua đây trợ giúp bọn họ, nhưng mà Tô Tiểu Bạch nghĩ cũng không hiểu, tên này gửi tin đi lúc nào để người trong nhà hắn đến tiếp ứng hắn. Hắn hiểu rõ, giờ phút này nếu không giải quyết mấy tên kia, vậy thì đến lúc đó kết cục chính là bị cả Huyền Nguyệt Tông đuổi giết, hiện tại bọn họ vừa mới là nguyên tố sư nhị cấp, còn cần thời gian nhất định củng cố thực lực đứng vững gót chân, nếu hiện tại đối địch với Huyền Nguyệt Tông đến lúc đó nhất định không gánh nổi tô tiểu bạch biến sắc khuôn mặt hung ác nhìn trần kỳ và tiếu nghị một cái hai người các ngươi nhanh chóng giải quyết huyết ngọc quang lý văn cứ giao cho ta đối phó ta cũng không tin tô tiểu bạch ta còn không có cách đối phó tên này tô tiểu bạch lạnh lùng hừ trong tay đột nhiên hiện ra một thanh trường kiếm trước đó hắn sử dụng lực lượng hai kiếm để công kích lý văn nhưng mà hiện tại hắn biết bản thân không thể không vận dụng lực lượng ba kiếm hợp nhất cho dù vừa mới tập nguyên tố băng còn chưa lâu, nhưng mà hắn hiểu rõ bản thân đã nắm vững hai kiếm trước, chiến đấu sau đó chỉ cần hắn hơi làm quen một chút thì có thể đủ bộc phát ra lực lượng càng lớn mạnh hơn, hơn nữa con bài chưa lực của bọn họ cũng không phải chiêu thứ ba kiếm thuật này. Con bài chưa lực của hắn còn có lực lượng mạnh mẽ hơn, chẳng qua hắn hiện tại còn chưa muốn dùng ác chủ bài của mình nữa, dù sao một mình giả heo ăn lão hổ mới là lựa chọn tốt nhất, bằng không đến lúc đó tuyệt đối sẽ ôm núi tiếc cả đời bởi vì không chừng sẽ có người nào đó ở sau lưng ngán chân ngươi lòng phòng người không thể không có đây là nguyên tắc làm người giải quyết công việc của tô tiểu bạch sau khi nghe thấy tô tiểu bạch nói trần kỳ và tiếu nghị cũng đưa mắt nhìn nhau chậm rãi gật đầu bọn họ cũng rõ ràng lời mà tô tiểu bạch nói hiện tại cũng là hàng thật giá thật nếu bọn họ còn không ra tay lỡ như bị đám người trưởng lão gia tộc lý văn chạy đến đây đến lúc đó thì phiền phức không thể giải quyết lỡ như không đánh chết bọn họ Đến lúc đó chết không chỉ là hai người bọn họ. Gia tộc Liễu Kiến cũng phải gặp tai ương theo, mà Liễu Kiến hiển nhiên cũng hiểu được quan hệ lợi hại trong này, sau khi chậm rãi cắn răng một cái, nhìn về phía Tô Tiểu Bạch. Lực lượng của Lý Văn cũng không thể duy trì bao lâu, mỗi một lần mượn lực lượng ngoại giới, hắn sẽ suy yếu 10 giây, ngươi chỉ cần bắt lấy cơ hội ở khoảng trống đó, ngươi có thể hoàn toàn giết chết hắn. Sau khi Tô Tiểu Bạch nghe được lời này, sắc mặt lập tức vui vẻ hắn thật không ngờ lý văn triệu hồi lực lượng yêu ma thế giới khác còn có tác dụng phụ như vậy thật sự khiến người ta kinh ngạc nhưng mà tô tiểu bạch cũng hiểu rõ bản thân chỉ có bắt lấy khoảng trống này sau đó chọn dùng lôi đình công kích mới có thể giết chết tên này bằng không hậu hoạn vô cùng sau khi lý văn nghe thấy liễu kiến nói như vậy thì sắc mặt lập tức thay đổi hắn không ngờ liễu kiến vậy mà nói ra nội tình của hắn sắc mặt đột nhiên trở nên phẫn nộ đồ tạp chủng vậy mà nói nội tình của ta cho mấy tên này ngươi thật to gan ngươi có biết lúc trước nếu không phải ta ngươi cũng chạy thoát khỏi hang động đó liễu kiến nhìn dáng vẻ lý văn nói lời chính nghĩa lớn giọng tức giận mắng vẫn không có ý lui lại hành lễ với trần kỳ bên cạnh lý văn không phải ta vong ân phụ nghĩa thật sự là tình thế mạnh hơn người nếu ngươi không gọi người trong gia tộc đến giúp đỡ ngươi vậy ta cũng không đến nỗi khai ra nội tình của ngươi nói xong hắn hừ lạnh nhưng mà ngươi gọi người trong gia tộc ngươi đến ngươi kêu ta làm như thế nào ta cũng là người có gia tộc chuyện quan trọng suy nghĩ cho truyền thừa gia tộc chết một mình ngươi hay là đắc tội với một nguyên tố sư thập cấp khác biệt như vậy ngươi không thể không hiểu chứ ngươi ngươi giỏi lắm cái tên liễu kiến nếu lý văn ta chạy thoát nhất định phải chém đầu chó của ngươi từng câu từng chữ của hai người đều là sầu oán tô tiểu bạch có mặt nghe được cũng có chút bội phục rõ ràng là quan hệ chủ tớ, lại lập tức trở mặt thành thù, quả thật là đặc sắc. Về phần Trần Kỳ, không chút để ý nhìn thoáng qua hai người bọn họ, cười không phản ứng. Mục đích của hắn cũng rất rõ ràng, Liễu Kiến chính là chó săn mà lão tổ nhà mình thu phục, vốn dĩ không phải nhập môn gia nô, không sao cả. Sống hay chết, căn bản không để ở trong mắt. Tùy ý bọn họ chó cắn chó, nếu thật sự hầu hạ mình đàng hoàng, vậy không chừng còn có cơ hội cho bọn họ một vài ơn huệ nhỏ nếu lòng mang ý nghĩa xấu xa chi bằng sớm đuổi đi đỡ phải gây ra mầm tai họa cho bản thân sau khi lý văn nói xong cũng không chần chờ nữa tam xoa tiễn trong tay không ngừng vung về phía trước giống như đang múa thương chơi gậy lại giống như tô rồng vẽ phượng uy vũ sinh phong nguyên khí trời đất đều bị dẫn động không gian vốn dĩ yên tĩnh lại đột nhiên sinh ra một khẽ nứt hẹp dài sắc mặt tô tiểu bạch kinh ngạc giỏi lắm lại mượn lực lượng yêu ma thế giới khác tên khốn thủ đoạn không cao kỹ năng không ít ngươi thật sự cho rằng mượn thủ đoạn của mấy tên này có thể giết chết ta sao ta khuyên ngươi vẫn là đừng suy si tâm vọng tưởng trong đầu bỏ vào bùn nhão mới có thể nghĩ đến cái chết của ta như vậy lời vừa dứt khí thế trên người đột nhiên mạnh lên khe nứt không gian nháy mắt mở ra bên trong bỗng nhiên vươn ra một cánh tay dài đầy vẫy cá vừa mới ra ngoài ngoài khe nứt không gian nháy mắt bắt đầu tỏa ra hơi nước trên mặt nháy mắt cháy lên ngọn lửa, trực tiếp đốt cháy cánh tay vương ra kia. Tô Tiểu Bạch biến sắc, trong tay chợt bắt đầu hiện lên từng luồng kiếm quang. Một bảo kiếm ba quang trong suốt giống như du long đang lắc lư trong tay hắn. Tên này, vậy mà triệu hồi bản thể yêu ma thế giới khắc hiện thân trợ giúp ngươi, ngươi thật sự không sợ xảy ra chuyện lớn, phải biết rằng, đến lúc đó bị chủ nhân của ngươi biết, người của gia tộc ngươi cũng không có cách nào bảo vệ ngươi, chuyện mà ngươi làm có thể nói là đại nghịch bất đạo, bất kỳ một ai cũng không dung chứa ngươi giọng nói tô tiểu bạch lạnh nhạt sau khi chậm rãi nói ra những lời này bảo kiếm ba quan trong suốt trong tay cũng đột nhiên hiện lên phía trên đầy kim long khí thế trên người không ngừng khổng lồ ma pháp long ngữ truyền vào trong bảo kiếm cũng có thể do tô tiểu bạch sử dụng sau đó có thể dùng ma pháp truyền vào trong bảo kiếm rồi dùng nó về phần lý văn đối diện triệu hồi bản thể yêu ma thế giới khác rất rõ ràng đã chịu áp chế của lực lượng quy tắc thế giới này không có cách nào hiện thân đi ra, cho nên chỉ có thể không ngừng mạnh mẽ giải dụa, muốn trốn. Nhưng mà Tô Tiểu Bạch biết, vốn dĩ không có khả năng triệu hồi lực lượng bản thể của yêu ma thế giới khác đến, dù sao hắn vốn không cho phép lực lượng quy tắc thế giới này, huống hồ nếu thật sự có thể triệu hồi qua, thật sự thế giới phải đại loạn rồi, hơn nữa lực áp chế rõ ràng thắng được lực lượng bản thể của yêu ma. Chỉ có một phần trăm khả năng, thậm chí không đến một phần trăm lực lượng truyền qua đến trợ giúp Lý Văn. Nhưng mà cho dù là lực lượng không đến một phần trăm, cũng là tiếp cận lực lượng thần cấp, vượt qua nguyên tố sư thập cấp, tồn tại lực lượng lớn mạnh, cũng tuyệt đối không phải Tô Tiểu Bạch có thể chống lại. Sao vậy? Ngươi thật sự cho rằng cho dù ngươi gặp phải lực lượng yêu ma thế giới khác này, các ngươi cũng có biện pháp sao? Đừng si tâm vọng tưởng, đây là chủ thượng của ta, chính là chủ nhân mà ta hầu hạ, là thượng thần, tên như ngươi, cũng xứng nhắc tên chủ nhân của ta sao? Ngươi vốn không bằng lực lượng một kích của hắn, còn không mau quỳ xuống cầu xin, nói không chừng chủ nhân ta còn có thể tha thứ cho ngươi. Cô Tiểu Bạch nghe được chó săn như hắn nói, lúc ấy liền trợn mắt, cừ thật, làm chó cho yêu ma thế giới khác cũng làm ra cảm giác ưu việt. Thật sự không biết tên này nghĩ thế nào, nếu biết người ta đến rồi, có thể người đầu tiên bị giết là hắn, bởi vì hắn biết nhiều nhất. Còn nghĩ mơ đẹp gì đó, người ta sẽ cho hắn lực lượng nhưng mà tô tiểu bạch cũng không ngốc biết đối phương nhất định cho hắn rất nhiều chỗ tốt bằng không hắn cũng sẽ không bán mạng như vậy cho nên lúc ấy tô tiểu bạch cũng không để ý tới hắn dù sao lực lượng của yêu ma không cách nào nhờ vào bản thể giáng xuống thế giới này hơn nữa thế giới này của bọn họ sức áp chế với yêu ma đó rất cao cho nên tô tiểu bạch cũng không nóng lòng trong một lúc này dù sao quá mức sốt ruột cũng không thể trực tiếp ngăn cản lực lượng của yêu ma thế giới khác cho nên nói tô tiểu bạch vẫn đang đợi cơ hội đợi đến lúc lực lượng phản chế của thế giới này, áp chế lực lượng đó đến cực hạn, bản thân lại ra tay mới là lựa chọn tốt nhất. Những người như ngươi còn không chuẩn bị chạy, còn đứng ở đây chờ chết, vậy các ngươi chuẩn bị chết đi, ta nói cho ngươi chủ thượng mà ta triệu hồi, hải thần đó là tồn tại lớn mạnh nhất, những tên như các ngươi căn bản không phải đối thủ của hắn, thậm chí sách giày cho hắn cũng không xứng. Cô Tiểu Bạch lạnh lùng cười một tiếng, tên này tuyệt rồi, cảm giác bệnh đã nguy kịch rồi, lời này cũng nói ra được cũng không sợ người khác cười rất răng được rồi ngươi đừng nói nữa bọn ta biết ngươi làm chó quen rồi thích làm chó cho người khác vậy ngươi cứ làm chó đi giết ngươi đến lúc đó đi hoàn tuyền làm một con chó ngoan trên đường hoàn tuyền cho người ta sống là người của người ta chết thì làm chó của người ta ngươi nói xem tô tiểu bạch cũng không quan tâm hắn trực tiếp rút giận lúc này lý văn bị sặc đến mặt đỏ tai hồng mà khe nứt trên trời càng ngày càng mở rộng hai cánh tay dài đầy vẫy cá đó không ngừng giãy dụa xé mở khe nứt không gian muốn giãy dụa chui ra mà tô tiểu bạch có thể cảm nhận cực kỳ mãnh liệt ấn ký tương ứng trên người lý văn hắn cái gọi là truyền thừa chẳng qua là mấy phần lực lượng mà ấn ký trên người lý văn truyền đến mà thôi người ta ban cho hắn lực lượng càng nhiều chứng minh ấn ký lưu lại trên người hắn càng thâm hậu đủ để rời khỏi thế giới khác đến thế giới này cũng dễ dàng hơn một chút kết quả hắn còn chưa phát hiện còn cảm thấy đây là ban ân đây là di tích của thần, thật không biết đầu óc hắn nghĩ như thế nào, quả thực có bệnh. Cái gì mà hải sâm hay là hải thần, ta thấy ngươi vẫn nên tắm rửa đi ngủ đi, yêu ma thế giới khác này của ngươi, pháp tắc của thế giới này của bọn ta triệt để áp chế ngươi, tình huống hiện tại của ngươi có lẽ không dán xuống được thế giới này. Khi nào thì không tiếc thăng cấp cho chó của thế giới khác đến trình độ nguyên tố sư thất cấp rồi ngươi bàn bạc lại việc này đi, bằng không, áp lực của thế giới này có thể đè chết ngươi. Tô Tiểu Bạch biết những tình huống bên trong này, cho nên trực tiếp mở miệng châm biếm với yêu ma thế giới khác đang dãy dụ muốn trốn ra kia, cho dù hắn là nguyên tố sư thập cấp gần thần cấp, vậy thì sao, chỉ cần không qua được, vậy thì không chút áp lực, để con chó cấp bậc như nguyên tố sư nhị cấp có thể để lại ấn ký mạnh mẽ gì chứ. Cho nên Tô Tiểu Bạch cũng không chút sợ hắn, mà yêu ma thế giới khác không ngừng dãy dụ muốn trốn ra, hiển nhiên cũng nghe được lời nói của Tô Tiểu Bạch, sau khi nổi giận gầm lên một tiếng, khe nứt không gian chợt truyền ra một tia sét biến thành một tia chớp lao về phía tô tiểu bạch mà sau khi đánh ra một kích rõ ràng lực lượng của hắn đã là đèn cạn dầu xuyên qua khe nước không gian có thể phát huy ra lực lượng mạnh mẽ như vậy đã là cực hạn rồi ước chừng là thủ đoạn mạnh nhất sắc mặt tô tiểu bạch lạnh lùng nhìn qua công kích kia một tay vung lên bảo kiếm mà song long quấn quanh trong tay nháy mắt sông lên trời hóa thành một đường hà quang trực tiếp chắn trước mọi người vạn cổ đêm trường như Hà Quang Hòa, Bảo Nguyệt Thủ Thiên Minh, phá cho ta. Tô Tiểu Bạch nói xong, nháy mắt Hà Quang trực tiếp dán đòn nghiêm trọng lên tia đó, sặc sỡ chói mắt, núi sụp đất lở, không gian vốn trống không, nháy mắt bắt đầu dao động, hiển nhiên là bị lực lượng lớn mạnh này ảnh hưởng, lan đến, mọi người có mặt đều sợ hãi, nháy mắt trợn mắt há miệng nhìn Tô Tiểu Bạch. Giỏi lắm, công phu ác mồm ác miệng của ngươi thật sự mạnh không ít, nói mấy câu mà tên của thế giới khác đó, sắp không nhịn được ra tay diệt ngươi, muốn trừ khử ngươi tiểu bạch ca ta khuyên ngươi vẫn nên cẩn thận một chút đi hà quan của tô tiểu bạch vẫn ngăn cản lực lượng của yêu ma thế giới khác nhưng mà bản thể của bảo kiếm đó rõ ràng cũng bị hao tổn một chút ban đầu linh quan rạng rỡ rất có thần thái nhưng mà hiện giờ bảo kiếm trong tay tô tiểu bạch cũng bắt đầu ảm đạm bất động nằm bên người hắn dáng vẻ có chút linh tính hoàn toàn biến mất mà trần kỳ vừa mới nói chuyện cũng lộ vẻ trầm ngâm nhìn chỗ yêu ma thế giới khác biến mất Tô Tiểu Bạch tự nhiên cũng rõ ràng, bản thân vừa mới châm biếm như vậy, chính là vì thăm dò yêu ma thế giới khác có thể truyền bao nhiêu lực lượng từ thế giới của bọn họ qua đây, cũng miễn cưỡng đạt tới trình độ mục kích của nguyên tố sư tứ cấp ngũ cấp. Còn rất xa mới đạt tới nguyên tố sư thất cấp. Nếu hắn thật sự muốn dựa vào một lý văn này, có thể khiến hắn dán xuống thế giới này, vậy thì hắn phải tăng thực lực của lý văn đến thất cấp, nhưng mà nguyên tố sư thất cấp không phải là người bình thường có thể đạt tới, nhưng nếu lúc Lý Văn tăng lên tới nguyên tố sư thất cấp, cũng không đơn thuần một mình hắn có thể nắm toàn cục trong tay. Đến lúc đó lực lượng của Lý Văn cũng đột nhiên tăng mạnh. Đến lúc đó Lý Văn sẽ theo hắn hay không vẫn là một vấn đề, cho nên tên kia cũng dứt khoát không tiếp tục mạnh mẽ chống cự nữa, muốn giáng xuống thế giới này, dựa vào lực lượng bản thân giết chết Tô Tiểu Bạch, vẫn không có khả năng lắm, rất rõ ràng có chút quá đối địch với Tô Tiểu Bạch. Nếu hắn đã có thể khiến một nguyên tố sư nhị cấp tăng đến mức này, như vậy chứng minh thủ đoạn của người ta cũng không nhỏ nhưng mà tô tiểu bạch cũng không phải loại vô dụng thủ đoạn cũng không ít muốn giết chết tô tiểu bạch tên kia cũng không đi tiểu nhìn thử chẳng lẽ ngươi là hải thần thì rất trâu bò vậy mà không có cách nào giáng xuống thế giới này lực lượng của hải thần còn nhỏ yếu như vậy chẳng lẽ ràng buộc của thế giới này đối với hắn vẫn quá lớn sao sau khi lý văn nhìn thấy tính toán của mình tiêu tan một mình không nhịn được thì thầm Tô Tiểu Bạch thật sự có chút hận rèn sắt không thành thép, nhìn tên trước mặt mình, sao hắn có thể ngu ngốc như vậy chứ? Loại chuyện này không phải rất rõ ràng sao? Làm sao người ta để ý hắn chứ? Hơn nữa nếu thật sự có thể dán xuống, còn dùng con rối như hắn làm gì, đã sớm đá văng hắn ra, bản thân người ta qua đây, hơn nữa nếu thật sự qua đây, vậy tuyệt đối không phải hắn có thể sống qua ngày, đến lúc đó người của cả thế giới đối mặt với hủy diệt, cho dù là nguyên tố sư thập cấp cũng không cách nào chỉ lo thân mình. Đến lúc đó cũng phải tham gia vào trong làn sóng khổng lồ này, mà Tô Tiểu Bạch cũng có dự cảm, đây nhất định là một trận chiến cực kỳ hung hiểm. Ngày này cũng không bao lâu, hiện tại đã có thể dựa vào lực lượng không gian và ấn ký, dán xuống một phần lực lượng, còn có thể phát huy ra một phần thực lực, vậy thì sau này càng khó nói. Hơn nữa lực lượng mà bản thân Tô Tiểu Bạch sử dụng cũng không nhỏ, cứ như vậy còn suýt chút nữa không ngăn cản được lực một kích của người ta, thủ đoạn của người ta cũng cực kỳ cao minh, bởi vậy Tô Tiểu Bạch cũng không khỏi bắt đầu căng thẳng, nếu mình không tiếp tục cố gắng, rất có thể yêu ma của thế giới khác sẽ tìm cơ hội giết chết. Cho nên giờ phút này không cho phép tên Lý Văn này sống sót, tránh sau này lại nghĩ cách hại mình. Tô Tiểu Bạch, ngươi thật sự cho rằng thực lực của bản thân ngươi rất cao siêu sao. Ta nói cho ngươi biết, Lý Văn ta cũng không phải là cục bột, đối phó ngươi cho dù không mượn lực lượng của hải thần ta cũng có thể huống hồ hải thần người ta không thể giáng xuống ta không thể lấy được sự trợ giúp của hắn sao lực lượng mà hắn truyền qua dựa vào ấn ký của ta có thể vượt xa lực lượng bức tường ranh giới mà ngươi vừa mới xuyên qua lực lượng mà ta sử dụng phía sau còn lớn mạnh hơn lúc nói chính là khuôn mặt dữ tợn giống như tẩu hỏa nhập ma cô tiểu bạch nghe lời nói của tên này cũng không quan tâm hắn làm sao hắn có thể không biết hiện tại hắn cũng hiểu rõ, tố chất thân thể của yêu ma thế giới khác đó là lớn mạnh, còn mạnh hơn một khoảng lớn so với nguyên tố sư cung cấp, nhưng mà cho dù có truyền vào của ấn ký, cũng có lượng rất lớn cách trở và tổn hao. Loại tình huống này tuyệt đối không phải bản thân nghĩ vớ vẩn, chỉ biết càng ngày càng rõ ràng. Thực lực tăng lên, hao tổn trở nên lớn hơn, chính là lẽ thường. Minh Nguyệt như họa, đối trụ đương ca, phong vũ lôi điện, tất cả nghe hiệu lệnh của ta, thủ thiên quy địa, cho ta sử dụng. Sau khi Lý Văn hô to một tiếng, vài loại lực lượng nguyên tố của hắn đều có thể bắt đầu ngưng tụ lại, giống như là nước sông chảy ngược không ngừng mãnh liệt tràn vào thân thể hắn, mắt thường có thể thấy thân thể hắn bắt đầu bành trướng lên, giống như mấy người đàn ông luyện cơ bắp trong mấy tháng ngắn ngủi. Khiến cho mọi người có mặt kinh ngạc, tên này quả nhiên muốn liều mạng, vốn dĩ không cần tiêu hao bao nhiêu lực lượng, hình như là muốn mượn dùng thủ đoạn lôi đình giết chết tô tiểu bạch, nhưng mà Tô Tiểu Bạch cũng không phải tên ngốc, lại càng không cục bột, đương nhiên cũng rõ ràng, tên này là rõ ràng động sát tâm. Cho nên sớm ra tay mới là lựa chọn tốt nhất. Hơn nữa thủ đoạn mà hắn dùng rõ ràng không tầm thường, nhìn qua cực kỳ hung tàn, loại thủ đoạn nâng cao lực lượng thân thể có một vài tác dụng phụ và thương tổn, hắn thật sự không để ý, cứ như vậy sử dụng, lẽ nào hắn không biết thân thể của bản thân hắn sẽ bị căng đến nổ tung nhưng mà những chuyện đó không phải thứ tô tiểu bạch suy nghĩ dù sao những chuyện này không liên quan đến hắn mục đích của hắn chính là giết chết tên này khiến cho tên này biến mất trên thế giới này sẽ không bị yêu ma thế giới khác kết nối nữa sau đó làm loạn nhân gian bằng không đến lúc đó xảy ra chuyện gì trong lòng bản thân hắn cũng sẽ xấu hổ tên như ngươi cho dù ngươi sử dụng lực lượng nhục thể vậy thì sao tăng cường lực lượng cũng không phải lực lượng của ngươi huống hồ ngươi cảm thấy thể xác đó của ngươi có thể chịu được lực lượng lớn mạnh như vậy sao tô tiểu bạch có thể nhớ tên này mượn lực lượng có tác dụng phụ hiện tại có lực áp bách mạnh mẽ như vậy rõ ràng lực lượng không tầm thường nếu bản thân đối kháng nói thật có chút nguy hiểm đại khái có chút không đối kháng lại nhưng mà chỉ cần có thể kéo dài thời gian có lẽ có thể đánh thắng được hắn nhưng mà hiện tại đám người tô tiểu bạch cần nhất chính là thời gian làm sao có thể chủ động kéo dài thời gian chứ người của huyền nguyệt tông còn có người của nhà họ lý sẽ đến đây sau khi đến có trưởng bối của gia tộc lý văn đến lúc đó mình tuyệt đối không chạy thoát lỡ như bọn họ liên kết lại muốn giết chết mình sau đó trở về tranh công hoặc là bọn họ cũng hoàn toàn có thể nói dối đám người tô tiểu bạch chết ở bên ngoài nghĩ đến đây tô tiểu bạch cũng có chút bất đắc dĩ hiện tại bản thân hình như không có cách nào sử dụng thủ đoạn lôi đình gì đó nhưng mà tô tiểu bạch nhìn thân thể hắn chậm rãi căng lớn. Nhớ tới đến lời trước đó liễu kiến nói, trong vòng 10 giây lực lượng mà tên này mượn, không có cách nào sử dụng lực lượng, là một thời kỳ suy yếu, cần chờ đợi. Cho nên tiểu bạch không chần chờ, trực tiếp lắc mình đi, quan kiếm đó trực tiếp hóa thành vô số sao trời, ngưng tụ thành một kiếm quan, tấn công về phía trước, nháy mắt nở rộ, ở trước mặt mọi người, giống như sấm sét trên đất bằng, giống như là bom nổ, một tia tấn công về phía thân thể Lý Văn. Lực lượng hắc ám của trời đất ban đầu, nháy mắt trở nên trong suốt, giống như ban ngày, cực kỳ đáng sợ, lực lượng này của Tô Tiểu Bạch không phải mạnh mẽ bình thường, nó còn dùng ba loại nguyên tố và long lực hội tụ thành, nhưng mà có khí thế cực kỳ to lớn. Người bình thường vốn không thể chống đỡ, nếu chống đỡ, lực lượng mà đối phương sử dụng chắc chắn cũng không tầm thường, nhưng mà Tô Tiểu Bạch không tin tên này có thể chống đỡ lực lượng của mình công kích của mình cực kỳ mạnh mẽ, không phải lớn mạnh bình thường, nếu tên này không mượn ngoại lực, không chừng cũng đã chết rồi. Đây chính là cái gọi là thủ đoạn lôi đình, dưới tình huống hắn cực kỳ suy yếu, thừa dịp 10 giây đồng hồ hắn không có cách nào sử dụng lực lượng, nhanh chóng đối phó thu thập hắn, bằng không đến lúc đó, để sau khi những trưởng lão gia tộc của hắn, cùng với đội tra xét của huyền Nguyệt Tông chạy tới, đến lúc đó, bản thân không gánh nổi. Tinh quang đó hội tụ thành một quan tiễn trực tiếp ngưng tụ thành công trên không trung, kéo cung bắn tên, một tia laser trực tiếp vù một tiếng, lập tức bay ra ngoài, lao về phía ngực Lý Văn, Lý Văn biến sắc, hắn không ngờ Tô Tiểu Bạch lại bắt được thời gian trống này, ra tay với hắn. Nhưng mà hắn biết, giờ phút này bản thân không có sức quá mạnh để chống đỡ, chỉ có thể không ngừng tránh né, nhưng chỉ cần trụ qua 10 giây suy yếu này, với hắn mà nói, Tô Tiểu Bạch căn bản không phải đối thủ gì đó, hoàn toàn có thể xé xác. Nhưng mà hiện tại không được, chiến trường thay đổi trong nháy mắt, chỉ là 10 giây đồng hồ cũng hoàn toàn có thể lấy mạng của hắn. Hơn nửa giờ phút này loại thủ đoạn này tạo thành tổn thương quá lớn với hắn, hắn biết sau khi bản thân sử dụng thủ đoạn này, khẳng định trong khoảng thời gian ngắn không có cách nào sử dụng lực lượng, nhưng mà chỉ cần có thể giết chết Tô Tiểu Bạch ở đây, sau đó lấy được truyền thừa của hắn, chuyện khác hắn không cần lo lắng. Chuyện hắn cần quan tâm chính là thương lượng với trưởng lão nhà mình thế nào dù sao hắn cũng là thiên chi kiêu tử có lực lượng cực kỳ to lớn chỉ cần có cơ hội vẫn có thể nhờ huyền nguyệt tông tiếp nhận mình dù sao mình cũng là thân tông của huyền nguyệt tông về phần mấy người tô tiểu bạch mấy người bọn họ không tên không họ không có truyền thừa gia tộc gì chỉ cần liễu kiến dựa vào bọn họ thôi tất nhiên sẽ không xảy ra tình huống gì hắn là một người thông minh biết nên lựa chọn như thế nào về phần người gọi là nguyên tố sư thập cấp kia một nguyên tố sư thập cấp sống ở một đại lục khác làm sao có thể dễ dàng qua đây như vậy vậy mà cứ như vậy hắn trở thành tay sai của trần kỳ thật sự hắn có một chút không nghĩ ra mình tốt như vậy làm nhiều chuyện cho liễu kiến hắn như vậy vậy mà hắn phản bội mình nghĩ đến đây hắn càng ngày càng tức giận trong ánh mắt tràn ngập lửa giận nhìn về liễu kiến cách đó không xa liễu kiến ngươi yên tâm một lát ta giết tô tiểu bạch rồi sẽ giết ngươi thứ hai liễu kiến nhìn thấy hắn hung hãn như vậy sau khi ánh mắt di chuyển không có thay đổi cảm xúc gì nếu hắn đã lựa chọn dựa vào một nguyên tố sư thập cấp của đại lục khác hắn biết dù xảy ra tình huống như thế nào cũng là hắn nên tiếp nhận cho nên cho dù cuối cùng lý văn giết ngược lại đám người tô tiểu bạch vậy hắn cũng không sao cùng lắm thì mình chết gia tộc khẳng định sẽ không sao chỉ cần hắn không phát triển đến mức có thể uy hiếp đến gia tộc vậy thì nguyên tố sư thập cấp của đại lục khác Tất nhiên có thể phái người báo thù ra cho con cháu của bản thân hắn, tuyệt đối sẽ không bàn quan đứng nhìn người của gia tộc mình bị người khác tiêu diệt. Liễu Kiến cười, vậy ngươi đánh bại người đối diện trước rồi nói, nói mấy lời khoác lác với ta có tác dụng gì chứ? Ta cảm thấy ngươi thật sự rất hài hước. Liễu Kiến rất thoải mái, rất lạnh nhạt, giống như nghe được lời nói gì đó rất buồn cười, mọi người có mặt bao gồm Tô Tiểu Bạch đều cảm thấy có chút kỳ quái. Không phải chứ? Vì sao tên này bình tĩnh như vậy, thật sự không giống với Liễu Kiến mà thường ngày bọn họ quen. Giờ phút này đến nước này, vẫn bình tĩnh như vậy. Thật sự có chút bệnh giỏi giao tiếp trên người, dưới tình huống này, còn cường thế như vậy, cũng không biết có phải thật sự có chút đủ tiêu chuẩn làm tay sai không. Thật sự, còn tận tâm tận lực hơn so với Lý Văn làm tay sai của yêu ma thế giới khác, thật sự không phải ấn tượng bình thường. Thật sự có thể phát cho Liễu Kiến giấy chứng nhận tay sai năm tốt ngay cả Trần Kỳ cũng trợn tròn mắt, cái này cũng không đến nổi chứ. Gia tộc mình ở rất xa đại lục thiên chi. Tên này tận tâm tận lực như vậy. Làm chủ nhân như mình có chút xấu hổ. Cái này cũng quá tận chức trách rồi. Thật sự không phải tồn tại người bình thường có thể so được, sau này bản thân không dẫn dắt người ta đàng hoàng, cũng cảm thấy xấu hổ. Nhìn thấy mọi người có mặt đều há hốc mồm nhìn mình, liễu kiến có chút ngượng ngùng, nhìn dáng vẻ mọi người giống như nhìn người trời gãi đầu có chút thẹn thùng mọi người đừng nhìn ta như vậy mà thật ra ta không có cao cả như mọi người nghĩ thật ra chỉ lừa mọi người mà thôi đội tra xét của huyền nguyệt tông và trưởng lão nhà họ lý vốn không tồn tại chưa đến đây lời này nói ra sắc mặt tô tiểu bạch vui vẻ nhóc con ngươi nói thật à hiện tại hắn thiếu chính là thời gian chỉ cần thời gian không thiếu vậy thì mọi chuyện đều có cơ hội chuyển biến hắn sẽ không cần lo lắng chuyện khác liễu kiến hơi sợ tô tiểu bạch chậm rãi gật đầu xem như thừa nhận người bên phe đám người tô tiểu bạch đều thở vào một hơi vậy được ha 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 vậy được tô tiểu bạch xem như có thể thở vào một hơi lập tức không còn áp lực trước đó trước đó tô tiểu bạch còn lo lắng cái này lo lắng cái kia sợ cái này sợ cái kia sợ đội tra xét của huyền nguyệt tông hoặc là trưởng lão của nhà họ lý bọn họ qua đây đến lúc đó bản thân cũng không dễ làm nhưng mà hiện tại giờ phút này vậy mà liễu kiến lừa mọi người có mặt đặc biệt là lý văn khiến cho hắn sử dụng ra đại chiếu này hiện tại đã không còn ác chủ bài tình huống cũng có chuyển biến tô tiểu bạch thật sự vui vẻ không ít dù sao chuyện đến bây giờ đã xuất hiện thay đổi bọn họ không cần đối mặt với khả năng đội tra xét của huyền miệt tông và trưởng lão của nhà họ lý phát hiện dẫn tới tạo thành ảnh hưởng cho bọn họ bọn họ hiện tại đã có thể toàn tâm toàn ý đối kháng với đám người lý văn mà vì để đối kháng với đám người tô tiểu bạch lý văn đã sử dụng lực lượng cực kỳ to lớn không che giấu thực lực của bản thân nữa điều này chứng minh hắn đã không còn thủ đoạn sau đó nữa có thể dùng thiếu lực lượng sau đó để hình dung bởi vậy mọi người có mặt không ai không cảm thấy tràn đầy cơ hội lý văn tuyệt đối chết chắc rồi mà lý văn vừa nghe được lời này biến sắc nhưng hắn lập tức hét lớn mấy tiếng không tin. Làm sao có thể, ta không tin, ta đã sớm thông báo người của gia tộc đến tiếp ứng ta, ngươi đang nói dối. Về phần Liễu Kiến, cũng không thèm để ý nhìn hắn một cái, ngươi cảm thấy ta sẽ nói dối sao? Hơn nữa thủ đoạn ngươi thông báo cho người gia tộc của ngươi, chẳng lẽ ta có thể không rõ sao? Trước đó ta cảm thấy ở đây bị người ta bố trí trận pháp khác, mà sau khi ta nhìn tỉ mỉ trận pháp khác một lúc, ta phát hiện ở đây ngươi vốn không chỉ bố trí trận pháp lưu ảnh, mà còn bố trí trận pháp khác, có thể tránh cho lực lượng ở đây tiêu tán ra bên ngoài, nói cách khác tin tức của ngươi vốn không truyền ra. Sau khi Liễu Kiến nói xong, mọi người có mặt đều biến sắc, thật không ngờ, Liễu Kiến lại còn có thủ đoạn như vậy. Trước đó đều không nhìn ra, tên này nghiên cứu trận pháp thấu đáo như vậy. Giờ phút này Lý Văn cũng mới phát hiện, tên Liễu Kiến này lại có tâm cơ và thủ đoạn như vậy, thật sự không phải người tầm thường ngươi được lắm, liễu kiến, vậy mà ngươi hãm hại ta, nhưng mà, ngươi cho rằng có những thủ đoạn này hải thần của thế giới khác không cách nào giúp đỡ ta sao? Những nhân loại tầm thường như các ngươi không hiểu được những thần truyền thừa lớn mạnh như thế nào, chuẩn bị tiếp nhận thần lửa giận của thần đi. Sau khi nói xong, trên người hắn nháy mắt bốc lên liệt hỏa hừng hực, ngọn lửa không ngừng quay cuồng, giống như nham thạch nóng chảy, bức xạ nhiệt khổng lồ giống như cá voi đập xuống mặt biển, khuếch tán ra bốn phía tô tiểu bạch biến sắc trường kiếm trong tay đột nhiên hiện lên hai con phi long đó trực tiếp vây quanh bên cạnh tô tiểu bạch mà khí thế trên người lý văn cũng càng lúc càng mạnh khe nứt không gian trên cao lại hiện lên cánh tay đầy vẫy cá kia lúc này chậm rãi vươn ra muốn dung hợp cùng một chỗ với lý văn tô tiểu bạch nhíu mày quả nhiên vậy mà ngươi còn có thể lần nữa triệu hồi lực lượng yêu ma thế giới khác thật sự khiến ta thật không ngờ nhưng mà tên như ngươi xứng đánh nhau với ta sao đừng cho rằng ngươi năm lần bảy lượt mượn lực lượng người khác là có thể chiến thắng ta. Ta khuyên ngươi đừng si tâm vọng tưởng, chuyện này không có khả năng. Ta muốn cho ngươi có biết cái gì gọi là tàn nhẫn thật sự. Cô Tiểu Bạch cũng hiếm khi nói chuyện nhiều như vậy. Nói đến Lý Văn Trận tròn mắt, cho rằng mình đến mở tiệc trà. Nếu thấy hay thì nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha.